Hôm qua đang dở với chị cái chuẩn mực 3.400 liên quan đến kiểm tra thông tin tài chính tương lai. Thì trước tiên có một cái kiểm toán tôi đã trình bày với chị rồi. Chúng ta kiểm tra một cái giả định, một cái chỉ tiêu mà đơn vị xác lập trong tương lai. Và quan trọng nhất là khi kiểm tra thì người ta xem xét cái nồi dự tính và độ tin cậy của dữ liệu ước tính. Không ai đảm có thể khẳng định được thông tin tương lai là đúng là hợp lý hay không. Và người ta chỉ sửa khẳng định được cái mô hình ước tính là tốt nhất và cái dữ liệu dùng để chúng ta tin cậy được. Vì thế cái mục đích chuẩn mực nó quyết định một số vấn đề. Trước tiên là cái mục đích của việc lập thông tin dự tính tương lai thì nó có thể bao gồm hai mục đích cơ bản. Thứ nhất là như một cái công cụ quản lý nội bộ, nói khác nó gần như là một kế hoạch người ta dùng nó để quản lý và điều tiết các hoạt động đơn vị cũng như đánh giá tình hình thực thôi. Thứ hai là nó cho mục đích phát hành cho bên thứ ba, hay nói khác là dựa trên cái yêu cầu bên thứ ba khi thực hiện các quan hệ kinh tế mà nó cần phải có các thông tin này. Đấy là cái mục đích mà chuẩn mực nó chỉ ra đối với thông tin tương lai. Tiếp theo thì chuẩn mực cũng nêu ra cái vấn đề liên quan đến mức độ đảm bảo của kiểm toán viên đối với thông tin tài chính tương lai. Thì đây các anh nhìn đâu biết tôi thì chuẩn mực nói rất rõ là thông tin tài chính tương lai liên quan đến các sự kiện hành động chưa xảy ra và có thể không xảy ra. Do đó mặc dù có thể có các bằng chứng chứng minh những các giả định được sử dụng làm cơ sở lập thông tin tương lai, nhưng các bằng chứng này thường hướng đến tương lai và do vậy về bản chất các bằng chứng này mang tính suy đoán khác các bằng chứng thường của kiểm toán thông tin quá khứ, nên nó khác hầu hết mang tính suy đoán, đúng không? Do đó cái mục đích của tôi đây nhớ tôi là đó là cái tuyên bố của chuẩn mực, cái kiểm toán viên không đưa ra kết luận về việc liệu có đạt được những kết quả thể hiện trong thông tin tài chính tương lai hay không. À, cái khác là tôi không thể kết luận được là khi dựng thông tin tài chính tương lai mà doanh nghiệp có thể đạt được những cái kết quả thể hiện thông tin này không. Chúng tôi chỉ đánh giá được hai thứ tôi vừa nói, một là cái mô hình mà doanh nghiệp sử dụng để ước tính thông tin này là phù hợp nhất, và thứ hai là cái mức độ tin cậy các dữ liệu dùng để đưa vào mô hình xác định các thông tin tương lai này. Thì đấy là cái tuyên bố cũng như là cái xác định cái mức độ chắc chắn của cái đảm bảo khi chúng ta kiểm tra các thông tin này. Tiếp theo thì cái khi thực hiện cái dịch vụ này thì các những hình dung là chuẩn mực nó quy định tất cả các quy trình các anh chị phải làm, từ việc chấp nhận duy trì khách hàng, ký hợp đồng, rồi thực hiện các cái lập kế hoạch, thực hiện các thủ tục từng kiểm toán tương tự như các dịch vụ khác thôi, không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên khi chấp nhận một dịch vụ thì có mấy vấn đề mà người ta viên phải làm rõ khác thông tin quá khứ. Một là cái mục đích sử dụng thông tin tương lai này là làm cái gì. Đó là chúng tôi cần biết là doanh nghiệp xây dựng các kế hoạch hoặc các cái chỉ tiêu liên quan đến thông tin tương lai để làm cái gì. Đấy là cái thứ nhất, bởi vì liên quan đến cái khả năng rủi ro khi xây dựng cái xác định cái thông tin này. Vừa dâm nước còn lưng ra có hai gói thuốc dưỡng mắt chép thẳng đi phát lại thông tin này. Nói khác là tôi quan tâm đến ai là người sẽ sử dụng thông tin tương lai này, đúng không? Vì cái vấn đề tôi vừa nói là rủi ro có hay không, khả năng tiên lệch xây dựng thông tin tương lai nó nằm ở cái mục đích sử dụng cũng như đối tượng sử dụng thông tin. Nó tùy cái mục đích của doanh nghiệp khi phát hành thông tin này cho bên thứ ba hoặc là sử dụng của doanh nghiệp, đúng không ạ? Đương nhiên thì các chị biết là trong cái quá trình kiểm tra thì nếu mà cái thông tin tương lai để sử dụng cho mục đích quản trị bên trong doanh nghiệp điều hành ấy, thì cái độ rủi ro liên quan thông tin này sẽ ít hơn khi sử dụng cho bên thứ ba. Vì khi dạy bên thứ ba là phải thực hiện một cái mục đích nào đó, ví dụ như là cần có kế hoạch, có chiến lược kinh doanh để huy động vốn, hay là để các anh chị thực hiện các khoản vay, thì rõ ràng là mục đích nó khác và rủi ro nó sẽ cao hơn. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi phải làm rõ cái bản chất các cái giả định, hay là các cái giả định mà doanh nghiệp sử dụng để xây dựng cái thông tin này là gì, đúng không? Thì đấy là một số cái khác biệt so với các cái dịch vụ khác. Ngoài ra thì chúng tôi cũng phải thực hiện tương tự, tức là chúng tôi cũng sẽ phải xây dựng kế hoạch
để dựng kế hoạch chúng tôi phải hiểu biết cả kinh doanh, rồi kiểm soát tốc độ, rồi là xem xét cái năng lực của ban giám đốc, vân vân. Thì trong này nó cũng thể hiện các yêu cầu liên quan đến quy trình, cái gì kiểm tra trên tương lai thôi chứ cũng không có vấn đề gì cả. Đấy là cái một số nét cơ bản liên quan đến cái hợp đồng thì kiểm tra thông tin tương lai. Chuyển sang cái chuẩn mực 3420 thì nó là cũng một dạng kiểm tra thông tin tài chính, tức là nó làm cái loại thì đảm bảo như ở cấp độ thì này. Cấp độ thấp hơn một chút. Nó quy định về hợp đồng dịch vụ đảm bảo về báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước trong bản cáo ảnh. Hay nói khác là đây là dịch vụ mà các anh chị xem xét cái thông tin tài chính theo quy ước trong cái bản cáo ảnh mà doanh nghiệp phải lập. Thì đây nó có một số khái niệm mà muốn làm rõ các anh chị. Thứ nhất là mục đích của thông tin tài chính theo quy ước trong bản cáo ảnh là gì. Thì trước tiên đây là cái thông tin tài chính mà các anh chị minh họa cái ảnh hưởng của một cái giả định nào đó. Và nếu cái giả định này nó, cái sự kiện đó, cái giả định về sự kiện đó nó xảy ra trước khi lập báo cáo tài chính thì cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp nó sẽ như thế nào, đúng không ạ? Anh nói tóm lại là thì các anh chị xây dựng một báo cáo tài chính đang bình thường và ở doanh nghiệp có thể có những cái sự kiện nào đó mà có thể là gì đấy, là nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng tài chính của doanh nghiệp. Và trên thực tế thì để mà đảm bảo cho các nhà đầu tư có thể đưa ra những cái quyết định đúng cái việc đầu tư của doanh nghiệp của anh chị thì có thể trong bản cáo ảnh sẽ yêu cầu các anh chị đưa ra cái giả định xử lý sự kiện đấy, và xử lý sự kiện đấy nó xảy ra thì báo cáo tài chính của doanh nghiệp nó sẽ như thế nào, đúng không ạ? Thì lúc này thì các cái thông tin tài chính của doanh nghiệp sẽ được điều chỉnh theo cái sự kiện giả định này, thì cái đó chúng tôi gọi là cái thông tin tài chính quy ước trong bản cáo ảnh. Lấy ví dụ như là trường hợp mà doanh nghiệp các anh chị lập một cái báo bình thường nhưng mà theo một cái giả định có thể xảy ra trong tương lai là các anh chị có một cái ảnh hưởng liên quan đến khả năng thanh khoản của khoản vốn vay nào đó, mặc dù nó chưa xảy ra tại thời điểm đấy, nhưng nếu nó xảy ra thì chúng tôi muốn xét xem là nếu xảy ra cái sự kiện đó thì nó sẽ ảnh hưởng vào tài chính như thế nào, và cái tài chính này sẽ được xây dựng trên cái giả định về sự kiện này. Vậy tóm lại nó tạo lập các cái tình huống có thể xảy ra và nó sẽ điều chỉnh thông tin tài chính theo cái tình huống đó để phục vụ cho người đọc cái thông tin tài chính, đọc thông tin trên báo cáo. Thì thường trong cái bản cáo ảnh này theo luật kinh doanh chứng khoán của từng quốc gia và nó cũng quy định các cái việc lập các thông tin tài chính quy ước này nó như thế nào, đúng không? Thì đấy là cái thông tin tài chính, cái mục đích của thông tin tài chính theo quy ước. Và đây người ta định nghĩa tiếp thông tin tài chính theo quy ước là thông tin tài chính được trình bày kèm theo các điều chỉnh để minh họa ảnh hưởng của sự kiện giao dịch đó. Giao dịch đối với thông tin tài chính chưa điều chỉnh, nếu giả định sự kiện này xảy ra hoặc giao dịch đã được thực hiện một ngày trước đó được chọn cho mục đích minh họa. Nói khác là tóm lại như tôi vừa nói, cái thông tin tài chính theo quy ước là thông tin mà các anh chị đã điều chỉnh nó theo một cái sự kiện nào đó người ta giả định, và cái giả định này được đặt trong bối cảnh nếu cái sự kiện này nó xảy ra tại cái thời điểm lập báo cáo tài chính thì báo cáo tài chính của doanh nghiệp sẽ thế nào, đúng không? Tức là các chị điều chỉnh theo cái giả định đó, đúng không? Thì còn cái bản cáo ảnh đó là tài liệu được phát hành theo quy định của luật kinh doanh chứng khoán, tức là tùy từng nước một quy định khác nhau. Cái khái niệm nữa là thông tin tài chính được công bố là thông tin tài chính của một đơn vị mua, một đơn vị thải loại, một đơn vị thoái vốn được công bố rộng rãi. Hay nói khác là cái thông tin tài chính được công bố là thông tin mà các anh chị công bố ra bên ngoài, nó cũng chính là cái thông tin tài chính chưa điều chỉnh. Hay nói khác chính là bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp, đúng không ạ? Nhưng mà nếu giả định có sự kiện nào đó xảy ra sẽ điều chỉnh từ đó, nó là thông tin tài chính quy ước, đúng không ạ? Đây, thì các sự kiện này nó tùy thôi trong từng cái tình huống một. Ví dụ như là như tôi vừa nói thì quán khoảng vốn của anh, hoặc liên quan đến một cái hoạt động sắp nhập nào đó nó có thể xảy ra giữa các anh chị với một đối tác, hiểu không ạ? Hoặc là các hoạt động liên quan đến thoái vốn thì đây nó nói rất rõ. Thì lúc đó thì chúng ta dựa trên các thông tin giả định này, là tức là cái tình huống giả định này chúng ta thiết lập thông tin theo hướng đó thì nó gọi là thông tin gì? Thông tin tài chính theo quy ước thôi. Còn cái chuẩn mực này thì nó đưa ra một số vấn đề. Thứ nhất là cái mục tiêu kiểm toán. Trong cái trường hợp này thì cái gì đấy,
thì các anh chị ký cái hợp đồng dịch vụ đảm bảo về cái báo cáo tổng hợp kinh tế tài chính theo quy ước này để làm cái gì? Tức là cái mục đích của dịch vụ đảm bảo các chị làm cái gì? Thì ở đây thì nó có hai cái mục đích. Thứ nhất là đạt được sự đảm bảo hợp lý là liệu thông tin tài chính theo quy ước đã được bên chịu trách nhiệm tổng hợp trên các kiện trọng yếu có dựa trên các tiêu chí được áp dụng hay không. Hay là khác, nó đảm bảo xem là cái thông tin gốc của các anh chị, thông tin tài chính gốc khi được chuyển đổi theo các sự kiện giả định đó thì được thực hiện theo đúng các cái tiêu chí, theo đúng các cái chuẩn mực hoặc là không phổ lập trình bày báo cáo tài chính hay không, hiểu không ạ? Và cái mục tiêu thứ hai của chúng tôi là sau khi xem xét chúng tôi sẽ đưa ra một cái báo cáo phù hợp. Ngay cái các báo cáo này chúng tôi chỉ thực sự là chúng tôi chỉ báo cáo cái mức độ để các cái phát hiện khi mà các anh chị chuyển đổi thông tin tài chính gốc sang thông tin tài chính quy ước nó có vấn đề gì vi phạm cái khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính hay không, hay các tiêu chí các kiến thức của các tài chính không, nó đơn giản thế thôi, đúng không ạ? Và sau tiếp theo thì hợp đồng là chuẩn mực nó quy định một loạt các vấn đề liên quan đến thực hiện dịch vụ và nó tương tự thì các chuẩn mực khác thôi. Tóm lại là nội dung xác định từ đầu là các anh chị cũng phải xem xét chấp hành chấp nhận cái hợp đồng này như thế nào, cũng phải ký hợp đồng, cũng phải lập kế hoạch, hiểu không ạ? Và cũng phải tiến hành thực hiện và cũng phải đưa ra cái gì đấy, đưa ra báo cáo, nó không khác gì cả, hiểu không ạ? Thì chỉ đây thì có lưu ý các anh chị với cái dạng báo cáo được lập trong trường hợp này là chúng tôi phải kết luận một số vấn đề. Thứ nhất là chúng tôi soát xét cái nguồn chất xuất thông tin tài chính, ngay cả các là cái thông tin tài chính gốc của thông tin nào thì trên báo cáo tôi phải nêu rõ, đúng không ạ? Cái thứ hai là cái thông tin tài chính đó, tức là cái thông tin mà các chị thực hiện trên cái bản cáo bạch thì nó đã được điều chỉnh phù hợp với các quy định hay không, đúng không ạ? Và chúng tôi có phát hiện gì trong cái quá trình các chị điều chỉnh hay không, đúng không ạ? Ở đây thì chúng tôi nhớ thôi là chúng tôi không có đưa ra kết luận cái thông tin của các anh chị gì đấy. Luật theo quy ước này là đúng hay không đúng, hiểu không ạ? Và chúng tôi cũng miễn làm cái việc là cái mình nó dựa trên đúng hay không đúng, chúng tôi chỉ kết luận là được thực hiện theo đúng cái thông tin gốc. Còn bản thân thông tin gốc được xác nhận như thế nào, nó chấp nhận toàn bộ hay chấp nhận toàn từng phần, đó là việc của thông tin gốc, hiểu không ạ? Và trong cái quá trình thực hiện mà nếu các anh chị thấy cần thiết phải lưu ý rồi đọc với các cái thông tin theo ước này khi điều chỉnh sang thì các anh chị cũng thể sử dụng cái cụm từ vấn đề cần nhấn mạnh. Thì nôm na cái dịch vụ này nó thế thôi, không có vấn đề gì cả, đúng không ạ? Giờ đây thì các anh chị lưu ý cho tôi, khi ra đưa ý kiến thì chúng tôi cũng quy định thêm chuẩn mực này nó chỉ có hai cái loại ý kiến thôi. Loại ý kiến thứ nhất là ý kiến chấp nhận toàn phần. Khi các chị kết luận rằng thông tin tài chính theo quy ước đã được bên chịu trách nhiệm tổng hợp trên các kiện trọng yếu dựa trên cơ sở các tiêu chí được áp dụng, hay nói khác là các anh chị thực hiện chuyển đổi cái thông tin từ thông tin tài chính gốc là phù hợp với các cái tiêu chí định ra theo khuôn khổ lập và trình bày các báo cáo tài chính, hiểu không ạ? Còn cái loại ý kiến thứ hai thì cái không chấp nhận, tức là các chị trường hợp chúng tôi phát hiện ra cái việc chuyển đổi của các anh chị là không phù hợp với các tiêu chí đã dựng ra thì chúng tôi có thể lập cái báo cáo dạng không chấp nhận toàn phần. Nhưng ở đây cũng lưu ý các anh chị là trong một số trường hợp pháp luật và các quy định của một từng nước cụ thể đấy, nó không cho phép công bố bản cáo bạch có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần. Hay nói khác là gì, là trong cái trường hợp có quy định của pháp luật một số nước nó sẽ yêu cầu là gì, nếu các anh chị phát hiện ra cái thông tin theo quy ước này thì không được lập từ đúng các tiêu chí từ thông tin gốc thì bắt buộc cái đơn vị được kiểm toán ấy, nó phải điều chỉnh cái này theo đúng quy ước, theo đúng quy chuẩn và công bố, chứ đòi nó không cho phép công bố báo cáo dạng không chấp nhận toàn phần. Ở đây nó có hai giải pháp thôi. Giải pháp thứ nhất là gì đấy, là doanh nghiệp bắt buộc phải điều chỉnh theo cái ý kiến kiểm toán viên để mà được công bố cái báo cáo chấp nhận toàn phần. Khả năng thứ hai là các anh chị không công bố báo cáo hay là các anh chị từ chối đưa ra ý kiến trong trường hợp này, đó là do cái luật pháp từng nước quy định thôi, hiểu không? Vì trên thực tế thì cái thông tin theo cái ước này được lập theo một cái tiêu chí nào đó mà các anh chị lập sai thì thông tin này nó chẳng có giá trị gì đâu, đúng không? Đơn ra là tùy cái luật từng nước nó áp dụng như thế để lưu ý thôi. Thì đấy là cái loại dịch vụ bảo đảm nữa là về cái thông tin gì ạ, tài chính tổng hợp theo cái ước trên các cái bản cấu bạch.
đây còn hai cái dịch vụ nữa, mà hai dịch vụ này nó thiên hướng về dịch vụ kế toán nhiều hơn là dịch vụ kiểm toán, hiểu không? Thì được quy định trong cái chuẩn mực đầu 4.000, nó bao gồm cái chuẩn mực 4.400 và 4.410. Thì trước tiên là cái chuẩn mực 4.400, nó quy định cái hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính. Thì cái trước tiên thì cũng có một số khái niệm muốn làm rõ cho anh chị. Thứ nhất là cái thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính là gì? Nó là những cái thủ tục mà được quy định trong cái gì đấy, trong cái hợp đồng các anh chị thực hiện với cái thông tin tài chính. Và nếu tôi là với cái hợp đồng này, các anh chị chỉ thực hiện các thủ tục theo quy định đó, đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ như là trong trường hợp mà đã xảy ra, chúng ta đã từng có, tức là chúng ta có cái việc là trước kia mà tôi nhớ không nhầm nên là hồi mà nó liên quan đến vụ Ocean Bank bây giờ đấy, trước Ocean Bank tập đoàn dầu khí người ta lẽ ra là người ta chuẩn bị để thành lập một ngân hàng cùng thời ngân hàng Tiên Phong Bank là Kiên Long Bank ấy, là thành lập cái ngân hàng Hồng Việt, đúng không ạ? Ngân hàng này là ngân hàng liên doanh, nói tóm lại là góp vốn bởi PVN Mobile Phone, và nếu không nhầm là Hòa Phát thì vậy, đúng không ạ? Và để thành lập doanh nghiệp này thì ngân hàng này thì người ta đã thành lập cái ban chủ bị ngân hàng trước đó 2 năm, và ngân hàng này nó đã xây dựng toàn bộ cái, tóm lại thực hiện các cái hoạt động để chuẩn bị thành lập ngân hàng, nó tóm lại nó được gần xong tất cả. Nhưng mà tại cái thời điểm đó thì chúng chính phủ lại không cho phép các cái tập đoàn kinh tế chúng ta đầu tư ngoài ngành, hiểu không ạ? Và vì cái lý do đó đâm ra là nếu tôi là tiền phong banh chỉ ký được, tức là cái giấy phép thành lập ngân hàng này, trước ngân hàng Hồng Việt này chỉ còn hơn 1 tháng thôi. Một tháng sau tập đoàn FPT thành lập ra cái tiền phong banh thì bên này làm thì bị dừng, và bị dừng cái ngân hàng đó. Thì các anh chị biết là TDN mới chuyển cái vốn này, tức là toàn bộ cơ sở của cái ngân hàng Hồng Việt này sang góp vốn vào Ocean Bank, đúng không ạ? Và từ đó thì mới ra cái vụ bây giờ. Tóm lại nôm na là như thế, đúng không ạ? Nhưng mà trước khi mà giải tán cái này không thể đồng ngân hàng Việt ấy, thì các cái đối tác trong góp vốn của Hồng Việt ấy, người ta yêu cầu phải rà soát lại, tức là kiểm tra lại toàn bộ các chi phí bỏ ra cho cái gì đấy, cái ban chủ bị cái ngân hàng này, đúng không ạ? Và người ta hồi đó tôi nhớ không nhầm là có thuê ba cô hồi đó rồi thực hiện cái hợp đồng này. Và cái thủ tục duy nhất các anh chị phải làm, tức là trên cơ sở cái chứng từ người ta có, các anh chị tổng hợp lại để xem toàn bộ cái chi tiêu cho cái tổng hợp thôi, không làm cái gì hết, cho cái ban chuẩn bị này là bao nhiêu, đúng không? Đó mà là muốn tất toán cho các bên xem xét tổng chi phí nó chi ra là bao nhiêu, đó bây giờ nằm ở đâu, đúng không? Thì đấy là một cái dạng hợp đồng kiểm tra để thực hiện thủ tục thỏa thuận trước đối với tài chính, tức là các anh chỉ kiểm tra được đấy, và các anh chỉ thực hiện đúng cái thủ tục quy định thôi, đúng không? Thì cái hợp đồng dịch vụ như thế, đây là cái ở đây chuẩn mực nó đề cập đến cái mục tiêu. Thì mục tiêu này là nó làm cái gì? Thì đây nó nói rõ là để người hành nghề thực hiện các thủ tục về bản chất là thủ tục kiểm toán, mà người hành nghề hoặc đơn vị thuê dịch vụ và bất kỳ bên thứ ba có trách nhiệm liên quan nào đã thỏa thuận về báo cáo và báo cáo về các vấn đề thực tế, nói khác là các anh chị chỉ làm cái thủ tục đó, cái thủ tục này có thể thực hiện theo yêu cầu của đơn vị đó hoặc theo yêu cầu của bên thứ ba, hiểu không ạ? Như cái trường hợp tôi vừa ví dụ là theo yêu cầu của các bên góp vốn chứ không phải của cái ban chủ bị, đúng không ạ? Và các anh chị báo cáo có phát hiện thôi, tức là khi mà thực hiện cái thủ tục đó thì các anh chị phát hiện ra cái gì thì báo cáo cho biết, đúng không ạ? Nó gọi là dịch vụ thực hiện cái thủ tục thỏa thuận trước thôi. Tiếp theo nó nói luôn là gì ạ? Người nghề chỉ cung cấp báo cáo để cho khách hàng thực tế về việc thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước mà không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào. Nói cách khác, nếu tôi đây không phải là dịch vụ đảm bảo, mà thực chất đây là dịch vụ thực hiện các thủ tục nào đó thông tin tài chính, hiểu không ạ? Và khi mà thực hiện thì các anh chị đưa ra báo cáo kết quả chấm hết, hiểu không ạ?
Tiếp theo là báo cáo về khách hàng thực tế được giới hạn sử dụng cho các bên đã tham gia thỏa thuận và các thủ tục được thực hiện do bên khác. Và các thủ tục được thực hiện do các bên khác không biết về lý do của thủ tục đó nên có thể hiểu sai kết quả. Hay nói khác là cái báo cáo về thực tế này, cái báo cáo này chỉ cung cấp cho những người tham gia thỏa thuận. Tức là ai là người tham gia ký cái thỏa thuận và ký hợp đồng các anh chị thì người đó cung cấp, nó không báo cáo với bên thứ ba nào khác nữa. Bởi lẽ nó xác định rằng cái bên khác mà không tham gia thỏa thuận là không biết cái thủ tục này để làm gì, cũng biết thủ tục đơn ra có đọc cũng không hiểu được. Thì nó lưu ý các anh chị khi phát hành báo cáo thôi, và cũng nhắc luôn là báo cáo này là báo cáo không được để báo cáo bên ngoài. Và chỉ cái bên các bên tham gia cái thỏa thuận này thì người ta mới có cái bản báo cáo để sử dụng thôi. Tiếp theo thì nó đưa ra cái nguyên tắc chung của hợp đồng thực hiện thủ tục thỏa thuận thì các anh chị nhìn thấy ngay. Là nói lại, tóm lại là các anh chị cũng phải chấp nhận duy trì khách hàng, các anh chị cũng phải ký hợp đồng, các anh chị cũng phải tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp, hiểu không ạ? Và các anh chị cũng phải lập kế hoạch, và các anh chị cũng phải thực hiện, vân vân. Rồi cuối cùng cũng sẽ phải ra báo cáo, rồi cũng phải lưu trữ các hồ sơ. Ở đây thì nó có một số cái lưu ý như này thôi. Ở trong cái giai đoạn mà các anh chị chấp nhận hợp đồng và các anh chị thực hiện đấy, là trong một số trường hợp người hành nghề có thể không thảo luận được các thủ tục thỏa thuận trước với tất cả các bên nhận báo cáo, đúng không ạ? Tóm lại là có thể có rất nhiều cái bên đó các anh chị không thảo luận trước cho với tất cả các bên. Thì các anh chị cần thảo luận các thủ tục thỏa thuận trước này đối với đại diện tích hợp của các bên và mình thức gửi thư, tóm lại là thì phải gửi, tức là các chuyện thỏa thuận với ít nhất một bên, nhưng bên này mang tính chất đại diện cho tất cả các bên liên quan, đúng không ạ? Tiếp theo là vì lợi ích của cả khách hàng, người hành nghề phải gửi cho khách hàng hợp đồng dịch vụ trong đó ghi rõ điều khoản chính bao gồm việc xác nhận người hành nghề chấp nhận sự bổ nhiệm và trách nhiệm lần mục tiêu phạm vi dịch vụ trách nhiệm, vân vân. Ai nói rõ cái khác là vì lợi ích của hai bên, các anh chị phải gửi cho khách hàng cái người ký hợp đồng của anh chị cái hợp đồng, và trong này nhớ tôi là xác định rõ trách nhiệm, đúng không ạ? Bởi vì tôi sợ nhất là khi ta thực hiện thủ tục và chúng ta báo cáo kết quả thủ tục này thì người tham gia ký hợp đồng, người sử dụng thông tin sau này hiểu nhầm đó là dịch vụ đảm bảo. Tức là chúng tôi kiểm tra, chúng tôi tổng hợp, người ta lại hiểu nhầm đó là dịch vụ đảm bảo, thông tin đấy là đúng hay sai, hiểu không ạ? Nhưng mà chúng tôi lưu ý của tôi là chúng tôi chỉ thực hiện cái thủ tục đó và báo cáo cái kết quả đó, chúng tôi không hề có bất cứ sự đảm bảo nào về thông tin ở đây, hiểu không? Rồi đấy, tóm lại nó quy định tất cả cái gì đấy, các vấn đề như một quy trình của kiểm toán thì cũng không có vấn đề gì cả, hiểu không ạ? Tài liệu hồ sơ các anh chị cũng lập, các anh chị cũng phải lưu trữ các cái thủ tục và bằng chứng thì đây, các anh nhớ tôi, lần này thủ tục chính là thủ tục kiểm toán. Tuy nhiên lưu ý các anh chị là trong lần này thủ tục, các anh chị thực hiện thủ tục nào là do cái hợp đồng được quy định, tức là chúng ta chỉ thực hiện thủ tục đấy thôi, chứ không phải thủ tục mà đốt tất cả thủ tục này, đúng không ạ? Còn yêu cầu làm thì làm đấy. Thì đấy là cái hợp đồng thực hiện thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính, thì các anh chị hình dung nó là cái loại dịch vụ như thế. Và cuối cùng là dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính. Thì đây nó có mấy vấn đề mà nhớ hộ tôi, cái dịch vụ này thì thực chất nó đơn giản thôi. Trước tiên là cái dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính là gì? Là cái việc mà người hành nghề các anh chị áp dụng kỹ năng chuyên môn về kế toán để tiến hành lập và trình bày báo cáo tài chính cho doanh nghiệp. Tóm lại là dịch vụ này là dịch vụ gì đấy? Dịch vụ các anh chị lập hộ báo cáo tài chính cho doanh nghiệp. Ai nó còn gọi là một cái loại dịch vụ kế toán thôi, chứ không phải dịch vụ kế toán, đúng không ạ? Còn đây nó có một số cái khái niệm nữa, là khái niệm về sai sót. Sai sót là sự khác biệt giữa giá trị các phân loại. Đó là sai sót này chính là cái sự khác biệt khi tổng hợp tin tài chính mà giữa đơn vị nó đã thực hiện với các anh các chị khi làm theo khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính. Nên nói nôm na hiểu rằng là trong trường hợp doanh nghiệp đã tổng hợp rồi,
và nó tổng hợp sai cái khuôn khổ lập và trình chiếu tài chính thì cái đó tôi gọi là sai sót. Nó cũng giống hệt như là cái hoạt động kiểm toán thôi, chứ không vấn đề gì cả. Thì đối với chủ này thì mục tiêu đó là gì, thì các anh chị áp dụng chuyên môn để kiểm toán, để lập và trình bày báo cáo tài chính để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá trình lập và công bố các thông tin tài chính thôi. Và cái mục tiêu thứ hai là các anh chị cũng lập cái báo cáo dịch vụ tổng hợp theo quy định. Thì ở đây nó lại nôm na các anh chị hình dung của tôi là, nhưng trước đã nói các anh chị rồi, thực ra cái quy định về pháp luật về kế toán kiểm toán hiện nay chúng ta đang có một cái độ vênh nhau. Dịch vụ này đối với kiểm toán thì nó gọi là dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính, nhưng bản chất như tôi nó cũng chính là dịch vụ kế toán, đúng không ạ? Nhưng mà theo quy định của chuẩn mực này thì các anh chị hình dung của tôi, sau khi tổng hợp theo thông tin tài chính ấy, tức là lên báo cáo tài chính của đơn vị, thì người ký cái báo cáo tài chính này vẫn là đơn vị, hiểu không ạ? Mà các anh chị chỉ lập cái báo cáo về dịch vụ, tức là sau khi cung cấp cái dịch vụ này, các anh chị lập cái báo cáo và báo cáo này được đính kèm cái báo cáo tài chính là các anh chị đã tổng hợp, hiểu không ạ? Nhưng mà trong cái quy định của luật kế toán và dịch vụ kế toán thì trong cái trường hợp này, nếu các anh chị thuê dịch vụ kế toán lập báo cáo tài chính thì người ký trên báo cáo tài chính ở cái chỗ người lập ấy thì lại là gì, là người cung cấp dịch vụ, hiểu không ạ? Tức là người cung cấp dịch vụ kế toán. Đâm ra là thực tế hiện nay thì chúng tôi cũng vì hai cái pháp luật như thế, chúng tôi đang rất là lúng túng. Vì trên cái báo cáo tài chính của đơn vị, các anh nhớ của tôi là chúng ta chi phí tất cả là chi phí của người lập báo cáo, chi phí của kế toán trưởng và chi phí của gì đó, của người đại diện pháp luật của đơn vị, hiểu không ạ? Thì trên thực tế thì quan điểm của tôi là báo cáo của đơn vị thì kiểm toán viên là người hành nghề thì vụ kế toán không được ký vào đây, tức là báo cáo của ông nào thì ông chịu trách nhiệm, báo cáo tài chính là báo cáo của doanh nghiệp, hiểu không ạ? Còn lại cái nghiên cứu chuẩn mực này, kiểm toán này thì xưa hơn, tức là tôi sẽ lập cái báo cáo về dịch vụ tôi cung cấp và tôi ký trên cái báo cáo đấy và tôi chịu trách nhiệm về cái báo cáo đấy, hiểu không ạ? Thế còn thực ra đối với luật kế toán hiện nay, khi cung cấp dịch vụ, các anh chị hình dung của tôi là các anh chị cung cấp dịch vụ tổng hợp báo cáo tài chính thì không vấn đề gì. Nhưng luật kế toán hiện nay cho phép doanh nghiệp nó thuê cả kế toán trưởng, đúng không ạ? Trong nhiều kế toán trưởng đi thuê thì kế toán trưởng thuê dịch vụ chứ không phải thuê gì đấy. Tức là cái thuê kế toán này, cái hình dung của tôi có hai cái loại hợp đồng. Nếu mà hợp đồng lao động, tức là cái ký với người nào đó và người đó được bổ nhiệm kế toán trưởng thì chuyện bình thường, hiểu không ạ? Nhưng nếu là hợp đồng dịch vụ, hiểu không ạ? Thì rõ ràng là kế toán trưởng cái gì đi thuê và người này không phải là người của doanh nghiệp, đúng không ạ? Về bản chất, nếu mà kế toán trưởng là người sắp xếp, tức là kiểm soát thông tin của doanh nghiệp, trợ giúp bản thân dốc ấy, thì nếu thuê bên ngoài kiểm soát thì cái trách nhiệm ký cái báo cáo này là như thế nào? Vậy xét chung quy là ông nào làm kế toán vào luật biểu tôi không biết, nhưng người chịu trách nhiệm bởi báo cáo đấy trước pháp luật phải là người đại diện theo pháp luật đơn vị kế toán, hiểu không ạ? Nên là mình yêu cầu là trên cái báo cáo tài chính nó quá nhiều chữ ký. Thực ra thì quan điểm tôi chỉ cần một chữ ký thôi, là chữ ký của người đại diện theo pháp luật, hiểu không ạ? Còn lại những ông đường sau chịu trách nhiệm trước ông ấy, hiểu không ạ? Chứ còn mình vẫn đang lăn tăn giữa cái quy định cho các cái doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước. Thì các anh chị cũng hình dung là trong doanh nghiệp nhà nước ấy, thì kế toán trưởng nó rất quan trọng, vì nó đóng hai vai. Cái vai thứ nhất là vai trợ giúp cho lãnh đạo đơn vị quản lý các vấn đề liên quan đến tài chính và kế toán. Nhưng vai thứ hai kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nước nó cực kỳ quan trọng. Nó giữ cái vai là người đại diện kiểm soát của nhà nước về tài chính ở các đơn vị đó, đúng không? Tức là cái vai này nó là vai là để là những cái toán trưởng doanh nghiệp nhà nước nó oai hơn, nó thực ra cũng dễ chết hơn. Nên nếu các chị đọc luật kế toán thì thấy ngay là riêng cái toán trưởng doanh nghiệp nhà nước ấy, chúng tôi giao cho người ta thêm bốn cái quyền hạn nữa mà doanh nghiệp cái toán trưởng doanh nghiệp khác các chị không có. Bốn cái quyền đó, quyền thứ nhất ấy là các anh chị được quyền đề xuất với lãnh đạo đơn vị việc khen thưởng, tuyển dụng, vân vân các cái nhân viên kế toán bao gồm cả thủ kho, thủ quỹ, thì cái này cho nó oai nó chẳng làm gì cả, đúng không ạ? Cái quyền thứ hai là kế toán trưởng các doanh nghiệp nước, các anh chị được quyền tiếp cận với tất cả các cái tài liệu của doanh nghiệp
phục vụ cái mục tiêu kiểm soát. Tóm lại là các anh chị được quyền tiếp cận với tất cả các thông tin tài liệu mà các anh phục vụ cho chức năng kiểm soát kế toán, đúng không ạ? Và cái quyền này nhớ tôi là doanh nghiệp tư nhân của các anh chị, nó không phải là nhà nước, không phải các anh chị kiến hiện có, được chưa? Quyền này các anh có hay không là do doanh nghiệp có quy định, chứ các anh chị không kiến hiện có, cái này chỉ có trong doanh nghiệp nhà nước, đúng không ạ? Và cái năng trưởng doanh nghiệp nhà nước còn hai quyền nữa, mà làm cũng chết mà không làm cũng chết. Quyền thứ ba là nó được quyền đưa ra ý kiến trái với ý kiến người dân quyết định bằng văn bản, đúng không ạ? Nó được quyền bảo lên ý kiến này, tức là ông mới được quyết, mà quyết sai các anh chị có quyền đưa ra ý kiến trái, với điều kiện các anh chị đưa ra ý kiến trái bằng văn bản, hiểu không ạ? Và cái quyền thứ tư là các anh chị được quyền báo cáo cái sai phạm của lãnh đạo đơn vị với cấp trên, cơ quan chức năng, đúng không ạ? Và trong luật đây nó gieo một câu rất xanh dần vào là trong trường hợp cái đoàn trưởng của nhà nước các anh chị thực hiện tất cả các quyền của các anh chị thì các anh chị không phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc thực hiện các quyết định sai. Tóm lại nôm na anh hiểu tôi, giám đốc có động to nhất và cái đoàn trưởng vẫn phải chịu trách nhiệm thực hiện, nhưng nếu các anh chị thực hiện đủ các quyền của các anh chị thì các anh chị không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Và chính vì cái vai này nên các anh chị thấy ngay cái quyền này nó thông thường đối với nhà nước ấy, mà giám đốc ra tòa thì cái đoàn trưởng đi đằng sau với tư cách là gì? Là đồng phạm. Bởi vì các anh chị không có ý kiến trái của văn bản nó kết cho cái tội các anh chị cái tội đồng loại, mà các anh chị không báo cáo thì kết cho các anh chị cái tội là che giấu thông tin, đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị cũng thấy ngay là với doanh nghiệp tư nhân thì giám đốc hoặc chủ tịch quản trị cứ ra tòa thoải mái, còn kế toán trưởng người ta cũng có thể ra tòa, nhưng lúc này thì tư cách là nhân chứng, đó là trách nhiệm ông ấy chịu, chứ không phải là tôi chỉ thực hành, tôi được thuê và làm theo yêu cầu, hiểu không ạ? Tôi trợ giúp cho ông, ông không nghe thì tôi cũng chịu trách nhiệm trước pháp luật ông. Và vì thế các anh chị giúp tôi đối với nhiều nhà nước ấy, thì cái thằng ký báo cáo cái đơn trưởng phải ký báo cáo thì có giá trị, đó là nó thực hiện cái chức năng kiểm soát của nhà nước ở đấy. Nhưng mà với doanh nghiệp khác thì không cần thiết, tức là người chịu trách nhiệm lúc này là gì? Và người đại diện theo pháp luật đơn vị kế toán. Đâm ra chúng ta cứ đưa vào đây lắm chữ ký quá mà cũng chẳng làm gì. Cái thứ hai nữa là các anh chị biết là ba cái chữ ký trên này thực ra được ký tại ba thời điểm khác nhau. Bao giờ thằng lập điểm ký trước, sau đó đến thằng kiểm toán trưởng, sau đó mới là gì? Là đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán, nhưng mà nhìn báo cáo nó chẳng biết thế nào ký trước và ký sau. Bởi vì nó chỉ có một cái ngày ký thôi. Thế là đưa vào đây nhiều cũng chả để làm gì cả. Đâm ra là khi mà linh giữa các dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán trên luật này nó có nhiều cái điểm mà nó không nhất quán lắm. Nên hôm trước có nói các anh chị thì thực ra quan điểm của tôi thì cái dịch vụ kế toán là cái dịch vụ mà không cần điều kiện. Tóm lại cũng nào làm được, không nhất thiết phải có cái bảng cái gì chứng chỉ kế toán, hiểu không ạ? Ông nào làm được hết, cái vấn đề là ông nào ký là ông cái gì đấy, ông chịu trách nhiệm. Ông thuê tôi mà ông không test được tôi, mà ông dựa vào tôi thì ông chịu trách nhiệm trên pháp luật, chứ tôi chả chịu trách nhiệm gì cả. Thế là cân nhắc tôi, thực ra bây giờ tôi đang bị các cái doanh nghiệp dịch vụ kế toán, các anh chị kêu cũng đúng. Bởi vì nếu theo luật kế toán thì các anh chị phải đăng ký hành nghề. Và đăng ký hành nghề là với loại dịch vụ kinh doanh có điều kiện. Các anh chị phải đủ số người có chứng chỉ gì đấy, có chứng chỉ kế toán. Các anh chị phải đăng ký, các anh chị phải nộp thuế, các anh chị chịu trách nhiệm về cái gì đấy, về dịch vụ cung cấp. Trong cái đó hiện nay có rất nhiều người các anh chị đang làm thuê kế toán, làm chui, được gọi là làm chui, đúng không ạ? Các anh chị không đăng ký hành nghề, các anh chị nhận về, các anh chị làm, các anh chị tổng hợp báo cáo cho nó, hiểu không ạ? Sau đó thì là vấn đề đặt ra là cái người ký cuối cùng nó là chủ doanh nghiệp, hiểu không ạ? Và người ta thuê các anh chị hợp đồng tháng 5-7 triệu, các anh chị làm hộ, và các anh chị có thể làm lúc 2-3 chủ doanh nghiệp. Và những người đó thì không phải đăng ký kinh doanh, không phải chịu kiểm soát chất lượng, không thậm chí là trốn thuế, hiểu không ạ? Và như thế thì với một doanh nghiệp dịch vụ mà các anh chị đăng ký một cách bình thường, cạnh tranh làm sao nổi với những đối tượng đấy, hiểu không ạ? Các anh chị phải chi ra chi phí cố định cho bộ máy, chi phí về tiền lương vân vân, những người kia người ta thì hoàn toàn chủ động và chi phí. Thì rõ ràng bất công thật là cái tồn tại đây nó nằm ở cái gì đấy, nó nằm ở cái luật kế toán,
Hôm trước mà tôi sang Anh mà tôi có khảo sát là tôi muốn xem là cái quá trình giám sát cái việc kinh doanh cái dịch vụ kế toán là như thế nào. Đối với bọn Anh thì nó thực hiện giám sát như thế nào thì nó miêu tả một lúc sau thì nó trả lời rằng nó nghe nó lạ lạ bên trong không có cái dịch vụ đấy. Anh nói cái khác là nó cũng coi cái dịch vụ kế toán là cái dịch vụ gì đấy. Dịch vụ có điều kiện và nó quy định như Việt Nam. Thế nên là cũng dở cái chỗ cái bằng. Nhưng trước tôi nói là luật kế toán sinh ra cái bằng kế toán viên, còn luật kiểm toán sinh ra cái bằng kiểm toán viên. Thì nghiên cứu mãi nhưng chẳng có nước nào có cái bằng kiểm toán viên như Việt Nam. Nó chỉ có cái bằng kiểm toán này nhưng nó không gọi là bằng kiểm toán. Thực ra các nước khác thì không giờ gọi cái bằng này là chứng chỉ kiểm toán, nó gọi là tiến chỉ kế toán viên công cộng, kế toán viên công chứng thôi, hoặc cái ngành nghề. Thì nên là vì thế là chúng tôi cũng đang muốn rất muốn đề xuất để sửa cái luật kế toán, luật kiểm toán đi, và chúng tôi sẽ gộp hai đối tượng này. Chúng tôi sẽ bỏ cái kinh doanh, cái điều kiện kinh doanh liên quan đến người hành nghề trong hai cái luật này. Chúng tôi xây dựng một luật riêng, nó gọi là luật CPA thôi, đúng không ạ? Nó điều chỉnh riêng cái người thực hiện cái dịch vụ này. Thì lưu ý các anh chị cái sự khác biệt như thế, đơn ra là nó tồn tại, hiện nay nó vẫn tồn tại và phải xử lý dần dần thôi. Tiếp theo đối với khi thực hiện dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính này thì các anh cũng thấy ngay là chúng tôi cũng phải thực hiện tất cả quy trình liên quan, bao gồm cái việc là chấp nhận khách hàng, ký hợp đồng, rồi là lập kế hoạch để tiến hành dịch vụ tổng hợp vân vân, và cuối cùng thì cũng phải đưa ra báo cáo về dịch vụ, đúng không ạ? Thì cái báo cáo dịch vụ này thì các anh nhớ tôi là dịch vụ tổng hợp này thì chúng tôi chỉ đảm bảo được rằng là cái thông tin gốc của các anh chị cung cấp chúng tôi nó đã được tổng hợp theo đúng cái khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính để lên cái báo cáo tài chính. Chứ dịch vụ này chúng tôi không có bất cứ một cái đảm bảo nào về cái thông tin tài chính của các anh chị là trung thực hợp lý hay không, hiểu ý tôi không ạ? Trung thực hợp lý hay không nó nằm ở chứng từ gốc của các anh chị. Chúng tôi không có nghĩa vụ kiểm tra các chứng từ gốc nghiệp vụ của các anh chị là đúng hay sai, mà chúng tôi chỉ làm mỗi cái việc là từ cái chứng từ gốc này chúng tôi tổng hợp lên thành cái báo cáo tài chính theo đúng quy định của khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính. Thì cái này chúng tôi cũng rất sợ là khi mà kiểm toán viên các anh chị tổng hợp thông tin tài chính lên, những người đọc người ta lại nhầm tưởng rằng là tổng hợp như thế đồng nghĩa với việc mà các anh chị xác nhận cái thông tin đấy là gì, là trung thực hợp lý thì không có, hiểu không? Thì đấy là cái lưu ý các anh chị liên quan đến cái dịch vụ này. Thì đây cũng là một loại trong cái nhóm dịch vụ mà của kiểm toán, nên cái môn này nó gọi là kiểm toán và dịch vụ bảo đảm bảo như thế. Trong cái phần lý thuyết các anh chị còn phần 5 là cái khuôn khổ Việt Nam dịch vụ bảo đảm. Thì cái phần này thì hôm trước tôi có nói với các anh chị là khi làm cái chương trình tôi rất muốn bỏ đi, nhưng mà nhiều người thì lại không muốn. Tuy nhiên thì cái khuôn khổ này thì các anh chị hình dung nó dài lắm, trong cái tiểu đề thi các anh chị có đấy. Nhưng mà thực chất cái khuôn khổ này nó là tổng hợp lại các cái chuẩn mực đã học thôi. Tóm lại nó phân biệt các cái dịch vụ bảo đảm từ dịch vụ kiểm toán, ví dụ soát xét thông tin tài chính, đến dịch vụ đảm bảo hợp lý, dịch vụ đảm bảo có giới hạn, rồi các cái dịch vụ đảm bảo các thông tin tài chính theo quy ước. Nói tóm lại nó gộp mấy cái dịch vụ này thành một cái gọi là khuôn khổ Việt Nam dịch vụ bảo đảm. Nó quy định các yêu cầu bằng cái nguyên tắc thôi. Đơn ra là cái phần này đưa vào đây thì các anh chị có thể xem qua thôi. Tôi nghĩ là mọi người sẽ không hỏi ở đây đâu. Còn nếu mà chẳng may có hỏi thì thôi. Hên xui đúng rồi. Nhưng mà hên chắc là phải chiếm tới khoảng 8%. Nếu còn xui thì ít khả năng lắm. Chút
Vâng, trong cái lý thuyết này chỉ còn một phần nữa liên quan đến thực hành kiểm toán và sống quản lý chủ yếu. Này thì người ta có thể đi yêu cầu các chuyện trình bày để tạo lý thuyết cũng được. Và những phần này thì chủ yếu là sử dụng cho các anh chị làm bài tập là gì? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là để tiếp cận kiểm toán báo cáo tài chính thì các chị dùng hiện nay vẫn có hai cách tiếp cận chủ yếu. Cách thứ nhất là nó tiếp cận theo chúng tôi gọi theo chu kỳ, theo anh theo chương trình cũng thế thôi. Tức là chúng ta sẽ tiếp cận kiểm toán theo từng cái loại nhiệm vụ một. Và trên cơ sở kiểm toán từng cái loại nhiệm vụ này, người ta sẽ xác nhận tất cả các chỉ tiêu liên quan đến loại nhiệm vụ đấy luôn. Ví dụ như với nhiệm vụ bán hàng, thì sau khi test xong bán hàng thì tôi sẽ xác nhận doanh thu luôn. Tôi sẽ xác nhận các vấn đề liên quan đến nợ phải thu luôn. Tôi xác nhận test luôn cái vấn đề liên quan đến dòng tiền có được từ doanh thu để báo cáo được chỉ tiền tệ, hiểu không? Và nó nói chung một cái tôi gọi là chu kỳ, và nó tiến hành theo từng loại nghiệp vụ một. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là người ta tiếp cận theo từng cái bộ phận của các tài chính, hay nó gọi là tiếp cận theo khoản mục, tức là nó kiểm tra, tiếp cận kiểm tra riêng rẽ từng cái khoản mục một trên từng cái báo cáo tài chính một. Ví dụ như là có thể kiểm toán tài sản cố định riêng, kiểm toán hàng tồn kho riêng, kiểm toán nợ phải thu riêng, kiểm toán nợ phải trả riêng, chứ nó không nằm ở đâu cả, đúng không ạ? Thì cái tài liệu về kiểm toán, thực hiện thực hành kiểm toán này, người ta có thể viết theo chu kỳ, có thể viết theo khoản mục, đấy là việc người ta, được chưa? Còn cái tài liệu ôn thi của anh chị hiện nay đang được viết theo khoản mục, tức là nó tiếp cận kiểm toán theo từng cái bộ phận riêng rẽ của báo tài chính. Và đương nhiên là riêng rẽ này có lúc sẽ phải trình bày thì nó liên quan đến nội đến nghiệp vụ, chứ không thể riêng rẽ riêng được. Cái thứ hai là các cái khoản mục chủ yếu trên báo cáo tài chính thì nó nhiều lắm, nó có 4 cái báo cáo, ngoài ra là các thông tin bổ sung trên thuyết minh báo cáo tài chính. Tuy nhiên thì cái nội dung môn thi này các anh chị nó chỉ bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu trên bảng cân đối kế toán, và người ta không đề cập đến báo cáo kết quả hoạt động và báo cáo lưu trữ tiền tệ. Nên là học cái này thôi, không phải là quyết định ra học thế. Tuy nhiên thì thực ra thì cái phần này để làm những cái nói là vừa cái quy định để các anh chị có thể thi lý thuyết và mới kiểm tra bài tập. Lý thuyết thì có thể người ta không ra vào, nhưng bài tập thì người ta có thể ra ở các cái khoản mục khác, các chỉ tiêu khác thì báo cáo tài chính, nhưng không nhất thiết thì chỉ có trong bài. Và đương nhiên là như tôi nói nãy là nó trình bày các khoản mục thật đấy, nhưng mà nó sẽ liên quan đến các chỉ tiêu liên quan ngay, nhưng không thể riêng đúng riêng khoản mục này được. Đấy là một số cái lưu ý các anh chị. Và cái thứ ba mình mất lưu ý là phần này, riêng phần này thì các anh chị thấy thị trường rất nhiều các loại sách viết rất nhiều kiểu khác nhau, hiểu không ạ? Thực ra là kiểu nào cũng đúng, mỗi độ người ta tiếp cận nó khác nhau một chút thôi. Hôm trước tôi đã cũng lưu ý các anh chị rồi, sách ngoài viết như nào tôi không biết, nhưng khi thi cứ tài liệu nào là viết, được chưa? Tức là chúng ta phải thống nhất một cái cơ sở để chúng ta ra đề cũng như chúng ta chấm thi nhá. Thì ở đây trong cái như tôi vừa nói thì cái phần này được thiết kế thành một số quy mục. Thứ nhất là kiểm toán hàng tồn kho, thứ hai là nợ phải thu, thứ ba là tài sản vốn định và đầu tư, thứ tư là nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu. Và ngoài ra còn một số chỉ tiêu là đặt trên báo cáo tài chính nữa, trên bảng cân đối nữa. À, không, chúng ta có nhìn thấy ngay là không có các chỉ tiêu trên cái gì trên các báo cáo khác ngoài bảng cân đối. Thì đây đối với từng cái khoản mục một thì cũng lưu ý các anh chị là cái cách trình bày của cái tài liệu này nó theo cái dàn chung. Trước tiên thì người ta có hai cái mục chính, một là người ta đưa ra cái yêu cầu cơ bản, và thứ hai là người ta trình bày các nội dung chủ yếu trước khi kiểm toán khoản mục, đúng không ạ? Cái yêu cầu cơ bản này thì người ta đưa ra hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nhắc lại các anh chị một số vấn đề về thuộc yêu cầu chuẩn mực về chế độ kế toán hiện hành.
nó liên quan đến khoản mục đó như thế nào. Thứ hai, người ta xác định cái mục tiêu kiểm toán của từng cái, khi kiểm toán từng cái bộ phận này nó là cái gì. Hay cái khác là các cái cơ sở dữ liệu có liên quan đến nó thôi, chứ cũng chẳng có cái gì cả, đúng không ạ? Còn đi vào cái nội dung chủ yếu của từng cái kiểm toán từng phần hành này thì các bạn thấy ngay cái chia thành hai phần. Phần thứ nhất là cái phần thực hiện các cái thử nghiệm kiểm soát, hay cái khác là các thử nghiệm để đánh giá kiểm soát nội bộ của đơn vị. Thì trong phần này thì nó sẽ mô tả với các anh chị các cái khâu, các cái mắt xích chủ yếu của quy trình kiểm soát đối với cái khoản mục này là gì. Thứ hai là một số cái thủ tục mà các anh chị có thể sử dụng để kiểm tra và đánh giá, kể cả về tính thiết kế và tính hữu hiệu là gì, cái quá trình hoạt động của quá trình kiểm soát nội bộ này. Và một thứ hai là các cái thử nghiệm để thử nghiệm cơ bản, đó là đi vào các thử nghiệm chi tiết cho các số dư hoặc là cho nghiệp vụ. Thì kết cấu tất cả các phần là giống nhau thôi, từ hàng tồn kho đến tài sản vốn định đến nợ phải thu đến việc các khoản đầu tư nó như thế này để các chị dễ nắm. Thì trước tiên là đi vào hàng tồn kho. Thì cái phần thứ nhất ở đây là một số cái quy định về kế toán. Thì đối với hàng tồn kho thì cũng nhắc lại với các anh chị một số quy định cơ bản thôi. Thì hàng tồn kho là gì thì thôi nhỉ, mình định nghĩa hàng tồn kho là hàng anh chị mua về hoặc anh chị dự trữ cho ba cái mục đích. Một là để bán, thứ hai là để sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh cung cấp dịch vụ, đó là trong cái quá trình cho một lưu kỳ kinh doanh bình thường, hiểu không ạ? Thứ ba là hoặc là chi phí dở dang, đó là làm sản phẩm dở, đó là một bộ phận hàng tồn kho. Còn các cái nguyên tắc kế toán của hàng tồn kho thì thứ nhất là hàng tồn kho của Việt Nam được theo dõi giá gốc, đúng không? Thế thôi. Giá gốc thì nó mới chia ra là giá nhập thì tính như thế nào, giá xuất thì tính như thế nào, đúng không ạ? Và thứ hai nữa là khi mà áp dụng kế toán thực hiện kế toán tồn kho thì các anh chị cũng duy nó chỉ là sự chi phối nguyên tắc giá, nguyên tắc thận trọng. Đơn ra là lẽ ra theo hai nguyên tắc này thì chuẩn mực quốc tế yêu cầu khi ghi nhận cái hàng tồn kho ấy, thì các anh chị phải ghi nhận theo giá thấp hơn hai cái loại giá, là ghi nhận theo giá thấp hơn theo giá gốc hoặc giá trị tuần có thể thực hiện được hàng tồn kho, đúng không ạ? Tuy nhiên ở Việt Nam thì chúng ta không làm như thế bởi vì chúng ta chưa làm được. Nên là khi ghi nhận hàng tồn kho thì tôi cho phép các chị ghi nhận hàng tồn kho, đúng không ạ? Nhưng khi lập báo cáo thì chúng tôi sẽ yêu cầu các anh chị báo cáo giá trị hàng tồn kho theo giá thấp hơn giá gốc của giá trị thuần có thể được hiện được. Cho là khi báo cáo thì các anh chị sẽ phải làm. Và để thực hiện cái mục tiêu này thì các anh chị có liên quan đến cái gì đấy? Liên quan đến dự phòng giảm giá cho hàng tồn kho, hiểu không ạ? Thì đây này, dự phòng giảm giá tồn kho thì cũng chỉ có mấy cái lưu ý với các anh chị này. Cái thứ nhất là cái giá trị tuần có thể được thực hiện được hàng tồn kho xác định như thế nào, hiểu không? Thì cái giá trị tuần có thể thực hiện được hàng tồn kho nó xác định bằng cái giá bán ước tính mà trừ đi chi phí bán ước tính và trừ đi chi phí ước tính cần thiết để hoàn thiện cái hàng tồn kho. Này trong trường hợp không ai mấy nữa thì cọc kế toán chắc là mọi người phải nói lại thôi. Nhưng mà vì và các anh chị chưa học kế toán, thực ra là cũng nhắc qua để nhớ đường đạo mới học kinh doanh nhỉ. Còn ai mà đã thi kế toán rồi không gặp nhé. Thực ra là khi làm bài tập thì nó vướng, thực ra là buộc tôi phải nói thôi. Thì trong ba cái yếu tố này thì cái định dung của tôi thứ nhất là cái chi phí bán ước tính. Thì các anh chị hiểu tôi, cái chi phí bán ước tính đây không chỉ cái chi phí bán hàng nhé, mà chi phí bán ước tính ở đây nó bao gồm tất cả các chi phí khác liên quan quá trình tiêu thụ hàng tồn kho mà nó không nằm ở trong giá gốc, trong giá vốn ấy. Tóm lại nó sẽ bao gồm cả chi phí bán hàng, ước tính chi phí của doanh nghiệp phân bổ cho nó, không phải là chỉ cái chi phí bán đâu, được chưa? Nhưng vì cái chúng tôi làm theo cái chuẩn mực dựa theo các từ ngữ chung nên ra có thể hiểu nhầm.
Cái thứ hai nữa là cái chi phí ước tính để hoàn thành hàng tồn kho, hoàn thiện hàng tồn kho ấy, chi phí ước tính cần thiết ấy, thì cái khoản trừ đi này nó chỉ dùng cho cái gì đấy, cho sản phẩm dở. Đó là khi các chị xác định giá trị tuần để thực hiện được sản phẩm dở, thế cái loại hàng tồn kho thứ ba này sẽ dùng cái đó. Vì tại sao dùng cái đó? Rất đơn giản là cái giá bán ước tính thì không ai xác định được giá bán cho sản phẩm dở cả. Đâm ra giá bán ước tính này là giá bán của sản phẩm hoàn thành. Chi phí bán ước tính cũng là chi phí của sản phẩm hoàn thành. Đâm ra nếu mà trừ hai cái này nó mới chỉ là giá trị tuần của sản phẩm hoàn thành thôi. Đâm ra muốn tính cho dở thì nó phải trừ đi cái chi phí ước tính cần thiết để hoàn thành tiền nó đã. Nó sinh ra. Vấn đề thứ ba là cái giá trị giá bán ước tính này xác định như thế nào? Thì nhớ tôi là vì tôi cũng nhắc luôn các anh chị là một số các anh chị đang làm kiểm toán ấy. Mà khi các anh chị xác định các anh chị có thể dùng cái thông tư 28. Hiện nay là chúng ta quy định ấy, thì trong cái công thức tính của thông tư 28 nó sẽ lấy giá thị trường. Đó là giá ước tính là tồn kho nó xác định của giá thị trường. Đúng không ạ? Tuy nhiên thì nhớ tôi cái thông tư này không được sử dụng để mà lập cái xác định cái giá trị tuần có thể thực hiện là hàng tồn kho trong mục đích kế toán. Nếu có thì nó chỉ sử dụng cho mục đích thuế. Hiểu không ạ? Bởi lẽ là khi xác định cái giá bán ước tính và tồn kho thì các anh chị phải căn cứ vào rất nhiều thứ. Thứ nhất thì đương nhiên các anh chị căn cứ vào giá thị trường và tồn kho tại cái thời điểm là báo cáo rồi. Và nếu giá thị trường này thấp hơn giá gốc thì không có vấn đề gì cả. Tóm lại là các anh chị sẽ phải thiết lập dự phòng nói chuyện bình thường. Ngoài ra thì các anh chị khi mà thiết lập dự phòng của giá tồn kho, các anh chị phải lưu ý đến cái đặc tính của tồn kho của các anh chị. Và cái đặc tính này nó rất quan trọng. Trong một số trường hợp do đặc tính tồn kho, các anh chị biết là mặc dù giá thị trường và tồn kho cao hơn giá gốc tại thời điểm lập, nhưng mà cái giá bán ước tính các anh chị vẫn phải xác định để thấp hơn giá thị trường. Đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ như là hàng tồn kho của các anh chị là các anh chị kinh doanh thực phẩm này. Thì bao giờ cũng thế, là hàng tồn kho nó có nó đặc điểm của nó là thế, nó có hạn sử dụng. Đúng không ạ? Nên giả sử như là giá bán thực phẩm thị trường nó vẫn cao giá gốc, nhưng hàng tồn kho của những cái thời hạn sử dụng còn rất ngắn. Đúng không ạ? Và nếu các anh chị muốn tiêu thụ cái này nó chỉ có hai phương án thôi. Phương án thứ nhất các anh chị bán theo đúng giá thị trường. Mà các anh chị bán giá thị trường thì các anh chị dùng của tôi với cái hạn ngắn như thế có thể các anh chị chỉ tiêu thụ được khoảng nửa thôi. Và một nửa còn lại nếu mà hết hạn sử dụng thì mất đi. Làm ra lúc này thì cái giá bán thực tế còn nửa, cái mất đi đấy chỉ là không. Hiểu không? Đâm ra là tôi lấy ví dụ trị giá từ giá gốc và tồn kho các anh chị là khoảng 800 triệu. Giá thị trường thời điểm đấy là 1 tỷ. Nhưng vì cái thời hạn sử dụng các anh chị còn rất ngắn, nên nếu các anh chị bán cái giá 1 tỷ, đến khi hết hạn sử dụng các anh chị tiêu thụ một nửa thôi, thế là các anh chị thu được 500 triệu thôi, còn lại nửa còn lại mất đi. Thì lúc này cái giá bán ước tính của cả cái lô 800 triệu này là nó chỉ là 500 triệu, nó còn 1 tỷ. Hiểu không ạ? Và lúc này thì buộc các anh chị phải tiêu thụ một phần. Hoặc là nó liên quan đến cả sản phẩm, các anh chị sản phẩm thời trang thế thôi. Thì tuần này các anh chị dùng của tôi mà trong kho các anh chị còn cái sản phẩm thời trang như mùa hè. Đến thời điểm này là còn nhiều. Mặc dù giá thị trường hiện nay bán rất là cao, tuy nhiên thì các anh chị biết là bán như thế này đến từ giờ đến cuối hè các anh chị không bán hết được. Hiểu không ạ? Đơn ra chỉ có hai cách. Cách thứ nhất là gì đấy? Để đến mà bán. Còn bao nhiêu không bán được tấm vào kho. Tấm vào kho sang năm mang rồi bán tiếp. Sang năm mang ra bán nó vừa ứ động vốn mà nó lại lạc mốt, nếu sang năm giá lại càng thấp. Cách thứ hai là giảm vốn vào bán. Hiểu không? Vì thường các doanh nghiệp người ta sẽ sử dụng cách thứ hai. Thực ra là các chị thấy ngay là thường thường nó có những cái mùa sale của nó đấy. Ví dụ như vào Noel thì nó sẽ giảm giá của hàng mùa đông, lúc đấy không bán nữa, bán gì còn cho ai. Tầm này có một cái loại giả hàng thì nó không bán hàng từ mùa hè giá đỡ không bán. Thế là trường hợp này thì thấy giá thị trường có thể là rất cao nhưng mà kiểu dễ phải là thực phẩm. Thì đấy là do cái đặc tính là tồn kho mà các anh chị phải xác định nhá.
Cái thứ hai đấy là tồn kho các anh chị lập dự phòng nó không căn cứ giá thị trường mà đôi khi nó lại căn cứ vào cái mục đích dự trữ và tồn kho. Các anh chị dự trữ làm gì? Hiểu không? Ví dụ như là trong này thì trong trường hợp công khai nó nói rất rõ là trong cái trường hợp mà các anh chị nguyên vật liệu đây có loại này, mà trường hợp mà giá trị thuần có thể hiện được và tồn kho ở thời điểm với biên độ nó thấp hơn giá đốt, đó là nguyên vật liệu thì các anh chị có được lập dự phòng không? Thì trong trường hợp này nhớ tôi nguyên liệu cần một điều kiện nữa, tức là giá trị thuần có thể thực hiện được nó thấp hơn giá gốc, nhưng cái giá bán của sản phẩm do đó sản xuất ra, cái giá thành của sản phẩm xin lỗi do đó sản xuất ra phải cao hơn giá bán của sản phẩm đấy, hiểu không ạ? Nôm na là như này, ví dụ như nguyên vật liệu cho kho các anh chị trị giá là 800 triệu, giá thị trường tại cái thời điểm đó của lượng nguyên vật liệu này chỉ là 500 triệu, đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị có được lập dự phòng không? Thì lúc này các anh chị phải xem xét, ví dụ giả sử với cái lượng nguyên vật liệu mà các anh chị dự trữ với giá 800 triệu này, các anh chị đưa vào sản xuất ra một sản phẩm A, và khi sản xuất sản phẩm A với giá gốc là 800 triệu thì giá thành của nó là 50 đồng, được chưa? Trong cái đó giá bán sản phẩm A này trên thị trường chỉ là 40 đồng, đó là nó thấp hơn thì giá thành, thì lúc này các anh chị được quyền lập dự phòng cho cái gì đấy, cái số nguyên vật liệu đấy. Còn trường hợp giá bán sản phẩm các anh chị vẫn cao hơn giá thành thì các anh chị không được lập dự phòng. Đã đo thấy chưa? Ví dụ giá thành 50 mà giá được 55 thì không được lập dự phòng, có lô hàng tồn kho đấy, nguyên vật liệu đấy. Thì tại sao thấy biết không? Tại vì các anh chị có thiệt hại gì đâu, tức là các anh chị không mất vốn, mà chẳng qua vì giá nguyên vật liệu nó cao các anh chị bớt lãi đi thôi, hiểu không ạ? Nếu nguyên vật liệu là 500 triệu thì có thể giá thành đằng này nó chỉ là khoảng 40 đồng thôi, mà bán 55 nó lãi nhiều hơn nên nó ít lãi đi nha. Đấy là câu trả lời làm sao mà mọi người hỏi của tôi là tại sao lập dự phòng vẫn đã tồn kho mà lại không lập dự phòng cho tài sản cố định, tài sản cố định của giảm giá kinh hơn, hiểu không ạ? Thế thì đấy là cái loại thứ nhất. Loại thứ hai, mục đích dự trữ đó như thế này, là trong cái trường hợp là các anh chị dự trữ cái hàng kho trước đó một lần rồi đấy, các anh chị bán cho một cái hợp đồng công ty Bình An, tại thời điểm này các anh chị có hàng kho giá gốc là 800 triệu, giá thị trường của số hàng này nó là 1.000 triệu, tức là 1 tỷ. Tuy nhiên hàng này các anh chị dự trữ ở đây không phải để bán cho thị trường, mà để các chị giao cái hợp đồng các chị đã ký trước rồi không thể hủy ngang được. Hợp đồng này được giao vào ngày 15 tháng 2 chẳng hạn, nhưng giá hợp đồng chỉ có 700 triệu thôi, hiểu chưa? Lúc này buộc phải căn cứ cái này xác định ra là chứ không thể căn cứ vào cái gì vào giá thị trường rồi. Thì đấy là cái lưu ý với các chị liên quan đến cái dự phòng giá tồn kho. Ngoài ra để phát hiện ra tồn kho này trong cái câu của chuẩn mực ấy, thì các anh chị để ý của tôi là cái thứ nhất là việc lập dự phòng giá tồn kho này, ngoài việc nó căn cứ vào các sự kiện mà diễn ra tại thời điểm này, thì cái dự phòng giá tồn kho này nó phải căn cứ cả các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ toán năm, hiểu không? Tức là các sự kiện này diễn ra trước thời điểm mà phát hành và có tài chính, mà nếu nó cung cấp bằng chứng về cái sự giảm giá thực tế là tồn kho thì các anh chị nó sẽ ảnh hưởng ngay đến việc xác định giá, hiểu không ạ? Thì cái này được quy định trong trường hợp 02, các anh chị đọc trường hợp 02 có. Và sau cái phần đó thì giá trị thuần có thể thực hiện được xác định như thế nào, tôi có một cái đoạn liên quan đến sự kiện phát sinh sau, hoặc là các anh chị căn cứ trường hợp 23 cũng được. Ví dụ như là tại thời điểm lập cái này cũng nói rồi đấy, giá thị trường nó 1.000, giá gốc 100. Thì đến thời điểm này các anh chị bán thực tế, đó là các anh chị bán lượng tồn kho này là cái giá các anh chị bán được thực tế lúc này nó chỉ là 750. Thì tại thời điểm này các anh chị không lập dự phòng với giá ước tính nó chỉ là 1.000. Nhưng khi có sự kiện này thì nó chứng minh được cái hàng tồn kho là giảm thực tế rồi này. Các anh chị quay lại thời điểm này các anh chị lập hộ dự phòng liên quan đến nó, hiểu không ạ? Thì nó theo quy định của chuẩn mực 23 trong quy định.
thì đấy là cái dự phòng của giá tồn kho. Thế là trong cái này sở dĩ thì nó có thể lưu ý các chị này, đó là nó cho các sự kiện này, đơn ra là cố gắng xem các sự kiện này. Yeah. Một trường thứ hai là người ta rất hay cho là trong cái quá trình kiểu tức là đối với hàng tồn kho và đối chậm luân chuyển ấy. Bất kỳ một cái dấu hiệu nào trong bài cho thấy hàng tồn kho các chị chậm luân chuyển thì nó tính ngay được cái bài của tồn kho, bởi vì muốn luân chuyển nhanh buộc phải hạ giá của giá, không một cách nào khác cả, đó. Nên là có nhiều bài năm ngoái có cái bài trong quá trình chứng kiểm kê kiểm toán viên phát hiện ra một cái lô hàng ở trong kho bị bụi, tức là bụi nó phủ. Thì cái đây có nghĩa là cái dấu hiệu này là hàng tồn kho nhưng chưa có đến tương đối lâu rồi, và nên ra nó thuộc nhóm hàng chậm luân chuyển, và thậm chí là cái phẩm chất của nó có thể hiển thị gì đấy bị ảnh hưởng, hiểu không? Thì lúc này nó tính đến ngay cái rủi ro liên quan quá trình chứa là thực phẩm, nhá. Một cái cái quy định ở đây nữa thì tôi yêu tôi là trong trường hợp mà kho này với chi phí kinh doanh tưởng đang nhé, chi phí kinh doanh tưởng đang thì anh chị có nhớ là cái chi phí sở hữu chung ấy. Chi phí tổng chung mà nó chia thành hai loại, một loại là biến phí, một loại là định phí, không hiểu không? Phần biến phí thì phát sinh bao nhiêu cái chỉ phép chuyển tính ở đó này ấy, nhưng riêng phần định phí sở hữu chung trong trường hợp doanh nghiệp sản xuất dưới công suất bình thường thì cái định phí hoạt động dưới công suất sẽ được tính vào giá vốn chứ không được tính vào giá thành, hiểu biết không? Thì những cái đó, những cái mà thường là được kiểm toán thì nó sẽ ra nó có thể ra dấu hiệu là do khó khăn về thị trường, dẫn ra cái năng lực sản xuất là tức là cái công suất khai thác các sản phẩm rất dự kiến của công ty năm nay chỉ đạt 1 triệu, so với công suất bình thường mà máy móc thiết bị sản xuất hàng năm nó là 1,5 triệu, hiểu không ạ? Thì trong trường hợp này nó sẽ phát sinh cái tức là hoạt động dưới công suất, và lúc này thì nó sẽ liên quan đến cái chi phí định phí chung dưới công suất, nó tính vào giá thành hay không tính vào giá thành, hiểu chưa? Thì cái này nó thuộc cái kế toán. Mấy nữa là học lại mà để lưu ý các anh chị thôi. Còn khi chính là dự phòng này các anh chị mấy vấn đề này, dự phòng này thì nói thôi, dự phòng nặng thế thôi. Thì cái theo các anh chị thì cái nguồn chiết lập dự phòng đấy đâu ra? Nguồn chiết lập dự phòng đấy đâu? Đấy đâu? Đấy chi phí à? Còn gì có loại nguồn nào đấy chi phí? Chúng ta dự phòng nó là quỹ tài chính thôi, hiểu không? Nó đảm bảo cái rất thận trọng thôi. Nó ra cái lưu ý tôi cái nguồn chứ là dự phòng nó là lấy từ lợi nhuận, đúng không? Trên thực tế thì cái ý nghĩa dự phòng nó như thế này thôi, chẳng qua là cái nhìn nhìn an thôi, tức là nhìn tiêu trước và tiêu sau thôi. Một năm cái gì tạo ra lợi nhuận từ khoảng 100 tỷ, các anh chị nhìn thông thế. Nếu các anh chị tính được trước là trong sang năm các anh chị có rủi ro khoảng 30 tỷ, được chưa? Thì trong 100 tỷ này các anh chị trích ra quỹ 30 tỷ nó gọi quỹ dự phòng, còn lại bao nhiêu đấy? 70 tỷ, đó là sau thuế gì? Lợi nhuận thì các anh chị phân phối thì phân phối cái này như này, được chưa? Còn cái này vẫn còn để đấy. Nên sang năm mà rủi ro nó xảy ra thì các anh chị lấy 30 thì bù đắp vào thì có phải nó không ảnh hưởng đến vốn chủ không? Được chưa? Còn sang năm cái rủi ro dự tính các anh chị nó không xảy ra, các anh chị lại hoàn nhập lại cái tiêu sau thôi mà, hiểu không ạ? Yeah. Nên ra cái này thực ra là nó để dự phòng rủi ro ý nghĩa như thế. Nên cái này thì Việt Nam nó có cái dở hơi thôi, tức là doanh nghiệp thì ít dự phòng, doanh nghiệp thì bắt nó mới trích. Còn nếu mà các anh chị biết thì hình dung trong trường hợp này mà các anh chị không trích, có phải là các anh chị sẽ phân phối cả 100% không? Các anh chị chia cái gì nhậu hết. Còn sang năm mà rủi ro xảy ra nó thiệt hại 30 tỷ thì có phải là không có cái gì để bù không? Thì phải ăn vào vốn chủ thôi, hiểu không ạ? Nó thế thôi mà.
Nhưng người Việt Nam ấy thì nó có một cái dở hơi là doanh nghiệp thì không quan tâm dự phòng. Tóm lại là có bao nhiêu bao giờ muốn báo cáo thì tiêu hết, nên ra là phải nhắc nhở, phải bắt thì mới làm. Nhưng mà cá nhân thì phải giữ giữ rất tốt. Dân cư ấy thì dự phòng cực tốt luôn, thậm chí là đến mức quá đáng. Tiền. Cả đời đi làm cũng chỉ để dự phòng thôi. Đến lúc mà nhiều cái quỹ nó to quá, cả muốn tiêu thì đánh tiêu một nữa. Vì sức khỏe không còn. Ví dụ hai vợ chồng cũng nhập 800 triệu thì nào dám tiêu hết. Nào dám tiêu hết. Đã bắt đầu kì kì bò bò, tách tót, cùng lắm tiêu hết 20 triệu. 80 triệu đăng. Lấy ví dụ nhà thầy. Đấy, cái tài năng của các chị là tiết kiệm, cái gì tích lũy đấy chính là hình thức dự phòng thôi, nó làm cái gì đâu. Làm cái gì sau này mà con cái nó bất hiếu, con cái mà sống. Có vấn đề gì xảy ra, uống đau, cái chi tiêu, thì đấy là mục tiêu chúng ta thôi. Cái này mình ngược với bàn tay. Bàn tay thì doanh nghiệp dự phòng kinh đó, nhưng cá nhân thì sao? Nó rất cần. Cái là bàn tay mà nó thất nghiệp nhìn nó biết ngay mà. Nhưng mà nó đang có việc nó tiêu thoải mái, bởi cơ bản nó phúc lợi nó tốt, phúc lợi xã hội nó tốt, hiểu không? Chứ mình không lo cho mình thì xã hội ai lo? Nói thế thôi, quay lại một chút thế này. Cái mục tiêu đầu tiên dự phòng này, các anh nhớ tôi nhé, là vì mục tiêu tài chính. Đâm ra các anh chị có lợi nhuận, các anh chị trích lập dự phòng. Thì cái khoản dự phòng các anh chị trích lập nó có mới có ý nghĩa tài chính. Còn nếu lợi nhuận doanh nghiệp đang bằng không mà các anh chị bắt nó trích lập ấy, thì về mặt tài chính thì sao chẳng có ý lợi gì. Lợi nhuận đang bằng không, các anh chị lập có phải là tạo ra lỗ không? Anh ngầm hiểu của tôi là cái nguồn dự phòng lấy từ vốn kinh doanh ra. Hiểu chứ không ạ? Đâm ra nó trả được chị. Tuy nhiên thì các anh chị nhớ tôi là đối với kế toán ấy, thì kể cả cái lợi nhuận các anh chị không có, chúng tôi vẫn bắt các anh chị là dự phòng. Lợi nhuận này kể cả bằng không này thì các anh chị vẫn trích lập dự phòng. Tại sao thế chứ không ạ? Các anh chị đi kiểm toán chắc chắn là thế. Tức là nhiều doanh nghiệp mà lợi nhuận trước thì trích lập nó bằng không, thậm chí nó âm rồi. Các anh chị vẫn đè nó ra bắt nó trích lập dự phòng. Thì cái dự phòng này nhắc lại các anh chị về ý nghĩa tài chính thì không có ý nghĩa gì hết. Được chưa? Tức là ý nghĩa đúng ý nghĩa dự phòng không có ý nghĩa gì hết. Nhưng tại sao vẫn phải trích lập đi không? Thực ra cái việc trích lập này nó có hai cái tác dụng. Tác dụng thứ nhất là làm đáp ứng được yêu cầu nguyên tắc thận trọng. Mà nguyên tắc thận trọng chúng tôi yêu cầu là đối với tài sản thì cấm được báo cáo cao hơn giá trị hợp lý. Đúng không? Trong trường hợp này các anh nhìn thấy ngay. Ví dụ giá gốc của tài sản các anh chỉ là 100 triệu. Nhưng giá trị thuần có thể thực hiện được của cái tài sản này tại thời điểm 31 tháng 12 nó chỉ là 90. Thì theo trường hợp kế toán ấy, thì là giá trị tài sản với bản cân đối được cấm được báo cáo cao hơn giá 90 này. Hiểu không ạ? Nên lúc này tôi sẽ yêu cầu các anh chỉ trích lập một khoản dự phòng là 10. Vì là 10 khi trình bày bản cân đối có phải các anh chỉ trình bày hàng tồn kho bên trên không? Là 100 không theo giá gốc. Dự phòng được trình bày ngay bên dưới là 10. Và cái nhìn cộng ngược lên thì giá trị hàng tồn kho được tính vào báo cáo tài chính chỉ là 90. Tức là không được cao hơn giá 90. Hiểu không ạ? Còn ngược lại đối với nợ phải trả, khi các anh nghiên cứu cả dự phòng nợ phải trả ấy, thì nợ phải trả theo quy định nguyên tắc thận trọng và lại không được báo cáo thấp hơn cái gì, thấp hơn giá trị hợp lý. Tức là báo cáo cao lên cấm thấp hơn, đang ra dự phòng nợ phải trả cái lại cộng với nợ phải trả nó tạo ra lượng phòng lớn hơn, hiểu không ạ? Đó là cái thứ nhất. Cái lý do thứ hai mà tôi bắt ra chỉ trước dự phòng ấy, là chúng tôi đảm bảo quyền lợi cho những người dùng sử dụng công ty. Tức là khi chúng tôi nhìn vào và chúng tôi thấy khoản dự phòng trích lập, chúng tôi có thể biết được ngay là doanh nghiệp đang có cái rủi ro ở đấy, hiểu không ạ? Thế còn nếu mà các anh chị không trích lập dự phòng vì các cái lý do nó không có lợi nhuận để không thì cái hàng tồn kho nó vẫn là 100 triệu. Nhưng khi trình bày 100 với 10, các anh chị biết ngay là hàng tồn kho doanh nghiệp đang có rủi ro về giá, hiểu không ạ? Thì các anh chị có cái nhận định đúng hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Và cái lý do thứ ba nữa là tôi vẫn bắt trích lập đấy.
Và bản thân cái trích lập dự phòng giảm giá này thì doanh nghiệp, bản thân doanh nghiệp thì người ta cũng biết được cái rủi ro của mình. Và từ đây người ta sẽ có cái phương án để người ta đối phó cái rủi ro đấy. Thay vì cái việc nếu không bắt người ta không biết rủi ro nào, hiểu không ạ? Và nếu nó xảy ra thì rất là bất ngờ. Thì đấy là cái lý do tại sao là dù về mặt tài chính không có gì, tôi vẫn yêu cầu gì, vẫn yêu cầu cái trích lập của mình thế. Nên là nhớ của tôi là cái nguồn trích lập ở đây là lợi nhuận. Nhưng mà chúng tôi có hai cách để trích lập lợi nhuận, đúng không? Cách thứ nhất là chúng tôi tính cái dự phòng này vào chi phí thì. Nên là nãy các anh các chị nói là nguồn trích lập là chi phí không bao giờ là nguồn này. Ở đây chỉ là cách trích lập thôi. Tính vào đây thì lợi nhuận cũng giảm, đúng chưa? Cách thứ hai là tôi lấy trực tiếp từ lợi nhuận. Đó là rút từ lợi nhuận ra ngay. Nhưng tại sao hai cách này biết không? Các anh chị có nhớ cái dự phòng tài chính trước kia từ tài khoản 415 có trích lập lấy từ 421 ra không? Đó là ghi thẳng 421 sang. Hiện nay rất nhiều cái dự phòng của ngân hàng và bảo hiểm đã lấy thẳng từ lợi nhuận. Tại sao hai cái này biết không? Đơn giản thế mà. Ở khi nào tôi tính vào chi phí, không phải thông lệ đâu. Không phải. Chúng tôi dính về chi phí trong trường hợp các khoản dự phòng các chính là về nó có khả năng được luật thuế xác định là chi phí hợp lý. Đúng không ạ? Tức là khả năng luật thuế nó cho phép một phần, một toàn bộ cái đó là chi phí hợp lý. Khi tính là việc chịu thuế thì nó sẽ tính về chi phí. Đúng không ạ? Hay là khác là những khoản dự phòng mà có các anh chị có mục đích trước, mục đích cụ thể. Cái căn cứ thì chính là dự phòng này gần như là chắc chắn và xác định được chắc chắn tại thời điểm lập. Hiểu không ạ? Thì nó sẽ tính vào phí. Chúng tôi cứ tính vào phí đi. Còn cơ quan thuế chấp nhận được phần nào tốt phần đấy. Còn nếu không chấp nhận được thì sao đấy? Thì bỏ ra. Hiểu không ạ? Để nó làm gì? Giảm cái lợi nhuận chịu thuế đi. Còn lại những khoản dự phòng nào mà các chị trích lập mà chắc chắn trích vào thuế nó đạt ra thì thôi đừng tính vào đây, đừng cãi nhau nó không phải. Tính vào đây. Thế làm sao cái nộp thuế xong được rồi? Nào thì trích lập. Thì những khoản dự phòng theo cái thứ này các chị thấy ngay hoàn toàn là dự phòng cho mục đích chung. Tức là các chị không thể trả lời được câu hỏi là khi nào dùng và dùng bao nhiêu. Ví dụ trước kia mà cho các doanh nghiệp trích cái dự phòng tài chính, các chị có trích ra thì hỏi các chị bao dùng được dùng cái này các chị không biết. Chỉ biết rằng khi nào tình tài chính khó khăn thì dùng. Hiểu không ạ? Hỏi là cần dùng bao nhiêu cũng không biết đâu. Hiểu không ạ? Hỏi ai rất nhiều cái dự phòng của ngân hàng, của bảo hiểm nó thuộc cái loại này, nó tính vào đây ngay. Đâm ra nó chỉ khác biệt thế thôi. Còn lại cái quy trình chính là dự phòng thì nó tính vào phí. Hầu hết các khoản dự phòng mà các chị có hiện nay của doanh nghiệp là tính vào phí hết. Bởi lẽ là những khoản này hầu hết là được quyền được xác định một phần vào chi phí hợp lý. Được chưa? Chỉ có một điều là nó tính vào phí nào thì nó tùy dự phòng. Ví dụ như hàng tồn kho thì có phải là tính vào 63 không? Đúng chưa? Và nhớ nhé, là trong cái giá vốn hàng bán là có khoản dự phòng này, được chưa? Nên là tiếng Anh có hai cái từ đấy là cost of sale và cost of goods sold ấy, là hai từ khác nhau, hiểu không ạ? Nhưng mà khi dịch sang mình gọi nó là gì đấy? Là giá vốn hàng bán đấy. Và do đó là nhiều lúc mà các chị phân tích các chị sẽ không phát hiện ra vấn đề nếu các chị không nhớ khoản này. Sẽ có trường hợp mà bài tập các anh chị các khi các anh chị tính tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu, các tỷ suất lợi nhuận gộp này sẽ là lợi nhuận gộp mà chia cho doanh thu, được chưa? Lợi nhuận gộp thì nó là cái gì đấy? Bằng doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán và chia cho doanh thu, được chưa? Các anh chị sẽ gặp những cái bài như thế này, giá bán chỉ có một mặt sàn nhá, chỉ có một mặt hàng, có phải là các nhiều loại nhân tố sản lượng không? Nếu tính cái này, có phải đây là bằng sản lượng chia giá bán không? Cái này có phải bằng một trừ đi giá vốn chia doanh thu không? Hoặc là có phải là bằng một mà trừ đi giá bán đơn vị sản phẩm trừ chia giá vốn đơn vị sản phẩm không?
đúng chưa? Các loại được nhân tố sản lượng đây ngay, sản lượng nhân tố bất kỳ là một sản phẩm loại như thế thì đây này. À. Sẽ có bài mà các chị ra lại các chị tính tỷ lệ nhuận gộp năm trước và năm sau ấy, trong cái điều kiện giá bán đơn vị sản phẩm không thay đổi, được chưa? Giá vốn đơn vị sản phẩm không thay đổi, nhưng khi các chị tính tỷ lệ nhuận gộp thì lại thay đổi. Hiểu không? Có phải nếu thằng này không thay đổi nhá, ở đây nó ngược, giá bán giá vốn đơn vị không thay đổi nhá, giá bán đơn vị không thay đổi, các bạn tỷ lệ này không thay đổi không? Nó không ảnh hưởng nhân tố sản lượng. Các chỉ tiêu thụ năm nay cho năm trước bao nhiêu không thay đổi, nó không ảnh hưởng. Cái này thì không thay đổi rồi, nó ra là cái này nó không thay đổi, cái này không thay đổi, có phải vẽ ra là cái tỷ lệ nhuận gộp này không thay đổi không? Được chưa? Nhưng khi các chỉ tính ra tỷ lệ nhuận này năm sau năm trước các chỉ tỷ lệ này nó tăng, chậm mà trong điều kiện giá bán không thay đổi, giá vốn không thay đổi. Thì lúc này chúng ta tính như kia là tính nào? Để các anh nhớ thôi là giá vốn hàng bán cho nó bằng cái giá vốn của hàng xuất bán nó cộng với dự phòng. Hiểu ý không ạ? Nên trong trường hợp năm trước nó chính là dự phòng nhá, thì tỷ suất lợi nhuận gộp nó sẽ giảm đi. Nhưng năm nay nó không chính là dự phòng, lập tức tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên ngay. Đâm ra cái ảnh hưởng của cái tỷ lệ dự phòng này có thể là do dự phòng không chính được. Hiểu ý không ạ? Tức là khi cái cơ cấu, khi các chị phân tích, các chị để ý hộ như thế, không đó là khi tính ra không giải thích được đâu. Mà không giải thích được thì các chị không thể dự kiến được cái rủi ro xảy ra là gì. Hiểu ý không ạ? Thì nó tính là chi phí, đấy là cái mà nhớ nhỉ? Thế là đến kỳ tính chi phí. Còn khi nào sử dụng, cái quỹ dự phòng phải sử dụng khi nào? Này giảm nhiều quyết toán. Cái quỹ dự phòng anh chị sử dụng cái nào đấy? Cái quỹ dự phòng này nhớ tôi sẽ sử dụng khi cái rủi ro, cái tổn thất nó xảy ra thực tế. Đó ạ. Nói khác là cái dự phòng giá rủi ro các anh chị sẽ dùng khi mà cái giá bán thực tế của hàng rủi ro của kỳ sau ấy nó thấp hơn cái giá gốc và đang chịu lỗ. Có lỗ thì các anh chị dùng cái dự phòng này bù đắp. Yeah. Tuy nhiên thì để bù đắp thì các anh chị dùng của tôi là trong kế toán nó lại có hai cách bù đắp. Giá trị thuần để thực hiện được là 90 nhé. Có phải là các chị sẽ lập dự phòng 10 triệu đấy không? Đúng chưa? Giả sử sang kỳ trong nhé, đến ngày 15 tháng 4 năm N cộng 1, các anh chị bán thực tế cái lượng dự kho này, được chưa? Và khi các anh chị bán thì cái giá bán thực tế các anh chị đạt được là khoảng 96 triệu. Với cái chi phí bán thực tế các anh chị bỏ ra là khoảng độ 4 triệu đi. Được chưa? Cái giá trị thuần các chị thực hiện thực tế có phải nó là 92 không? 92 thì có phải là với giá gốc 100. Đúng chưa? Các chị bán ra các chị sẽ lỗ là 8 đấy. 8 này được tù lắm bằng cái gì đấy? Bằng 10 triệu. Được chưa? Nhưng nó bù đắp như thế nào đây? Bây giờ có hai cách bù đắp. Cách thứ nhất là hành toán như này. Có phải là 100 triệu đang nằm ở đây là hàng tồn kho. Đây 100 triệu không? Các anh chị kết chuyển cái này sang 62. Đúng chưa? Chi phí bán các điện toán là 641, 642. Cái này là mấy triệu kia? 4 triệu. Doanh thu có phải các điện toán là 511. 96 triệu không? Đúng chưa? Nếu mà các chị lao sang 911 có phải các chị lỗ mất 8 triệu không? Đúng chưa? Bây giờ mình mới lấy cái 10 triệu này, mình đẩy sang đây khoảng độ 8 triệu đi.
ngoài đẩy xuống đây 8 triệu đây còn 2 không? Quên mất đẩy ngược. Nó đẩy phải đẩy từ đây. Đúng chưa? Đây 8 có phải đây còn 2 không? Nếu vậy lao sang có phải là còn 0 không? Đúng chưa? Cách bù lắp như thế này mới gọi là bù lắp gì đấy? Bù lắp trực tiếp. Sau này các anh chị thấy ngay là khi xóa sổ nợ tôi có đòi là tôi bù lắp trực tiếp đấy. Là vì tôi đang làm với 131 dự phòng đây làm trên 229. Khi xóa thì chỉ ghi nợ 229 có 131 xong ngay. Được chưa? Còn cách làm tồn kho bù lắp như thế này mới gọi là bù lắp trực tiếp. Được chưa? Nghe làm tồn kho có dùng cách này không? Các chị thấy trong thông tư 200 hướng dẫn nào không? Đó. Đừng không tìm thấy đâu. Cái này nó không dùng. Mà thông tư 200 nó quy định thế này. Cuối năm nay thì các chị xác định mức chi phí dự phòng của năm nay. Các chị chết được 10 triệu được chưa? Các chị để đấy, các chị chơi đi vụ. Yeah. Đến ngày 31 tháng 12 năm N cộng 1 kìa. Các anh chị lại đứng tại thời điểm đấy để xác định xem N cộng 2 cần dự phòng bao nhiêu. Được chưa? Giả sử N cộng 2 cần trích lập 15 triệu thì lúc này có 10 triệu rồi, nó sẽ trích lập thêm 5 triệu nữa. Được chưa? Nhưng nếu N trừ 2 này nó chỉ cần trích lập 7 triệu thôi thì đang có 10 nó hoàn nhập lại 3. Hiểu chưa? Chứ các anh chị hoàn toàn không nhìn thấy cái gì đấy. Cái việc nó sử dụng dự phòng bù đắp cho cái này. Còn trong cái hành toán, cái hành toán bình thường nó không có phương toán này. Được chưa? Vẫn hành toán cái chuyển 911 các chị vẫn bị lỗ 8 triệu. Còn các nhìn thấy ngay là dự phòng nó cứ để đấy trong liên kế thì sao? Và nếu các chị hình dung như thế thì các chị nếu hình dung một cách bình thường thì các chị hình dung các chị tưởng rằng là chúng tôi không bù đắp thế. Tức là trích cái đấy là chơi. Hiểu không ạ? Nên thực chất thì cái bút toán hoàn nhập mà các chị thực hiện chính là bút toán gì ạ? Bút toán bù trừ. Ở đây các chị chỉ hình dung như này thôi thì các chị ra ngay. Giả sử đến cuối năm N trừ cộng 1 nhé. Có phải là cuối năm N các em đang chơi cộng 10 triệu không? Đúng chưa? Giả sử cuối năm các em mà chính là 10 triệu này là cho cái số 100 triệu này. Nhá. Giả sử đến cuối năm N cộng 1, tức là đến ngày 31 tháng 12 năm N cộng 1. Các anh chị không cần lập dự phòng cái độ sau nữa. Tức là cái mức dự phòng cái độ giao bằng không, bởi vì nếu có lập cho cái khác không phải cho cái này. Được chưa? Giả sử nó bằng không thì có phải lúc này các anh hoàn nhập toàn bộ cái 10 triệu này vào. Và khi các anh hoàn nhập vào các phải cái gì khi có 63 này. Đúng không? Và khi các anh có vào đây 10 triệu các anh kết chuyển cuối năm đây chắc chắn là chúng ta lãi 2 triệu. Đúng không? Lãi 2 triệu là vì sao vậy? Vì dự phòng các anh là 10 nhưng chị các anh chỉ dùng có 8. À, chính 2 thì dùng 8 dẫn ra từ 2 và từ 2 này tạo ra cái lợi nhuận năm sau là 2 thì chính cái bút toán hoàn nhập đó chính là bút toán sử dụng, hiểu không? Thì cái cách mà chúng tôi dùng đây chúng tôi gọi là hoàn nhập một cách gián tiếp, tức là sử dụng gián tiếp. Còn cái cách mà nhiên lợi phải thu là cái chỉ dùng trực tiếp. Thì tại sao mà dùng co lại phải dùng gián tiếp biết không? Tại sao dùng trực tiếp kia thứ 2 phải dùng gián tiếp? Dạ, yeah, tại sao không dùng cái cách vào đây đám kiểu nhanh đẹp không? Nhìn nó rõ ràng. Mà phải dùng cái cách gián tiếp đi. Luân chuyển cái năm nhiều. Thì đơn giản thế này. Giản tiện ghê. Cái hình dung của tôi là cái ví dụ mà tôi đưa ra ấy, nó không có xảy ra, ít xảy ra thực tế. Hiểu không ạ? Mà cứ nghe theo kiểu này là kiểu ngụy biện đấy. Trên thực tế nhớ tôi là khi bán cái 100 triệu kia thì không ai bán một lô như thế cả. Nó bán phải nhiều lần cho nhiều khách hàng khác nhau. Được chưa? Giá bán cũng rất khác nhau. Có thằng có khi bán cái giá lãi, có thằng lỗ nhiều, có thằng lỗ ít. Được chưa? Cái tổng lỗ thực tế của cả cái lô này là bao nhiêu không thể biết được tại thời điểm các anh chị bán. Được chưa? Vì là sao? Tại thời điểm các anh chị bán, giá bán các anh chị biết.
giá vốn của hàng bán thì biết, nên cái chi phí bán này không thể biết được. Hiểu không ạ? Vì chi bán liên quan nhiều sản phẩm mà làm từ con nữa thì không chỉ mà tách ra được cái 4 triệu kia đâu, phải đơn giản. Đấy là ví dụ thôi. Nhá. Đâm ra với mỗi cái giao dịch bán các chị không thể xác định được lỗ. Cái thứ hai nữa là các chị biết là mỗi giao dịch có giao dịch lãi, có giao dịch lỗ và cái đoạn nó bù cho cái kia. Còn tổn thất tổng số là bao nhiêu của 100 triệu này các chị không biết. Hiểu không ạ? Và vì thế nên là gì? Nên là chúng tôi không phải dùng cái cách bù trừ trực tiếp được, mà cách tốt nhất chúng tôi hòa nhập sang để lãi lỗ bao nhiêu cả 100 triệu ở trên 911 đấy. Được chưa? Và cái chuyển sang thì có dù nếu nó dương ra thì có phải là để là thừa không? Còn nếu mà nó âm tức là thì vẫn thiếu thì phẩm thì thế thôi. Chứ còn không thể tách như này được. Nó khác với lợi phải thu. Lợi phải thu sau này các chị một có cái khoản lợi phải thu 100 triệu trên 131 ấy. Khi các chị quyết định xóa 100 triệu lợi phải thu có phải là các chị mất luôn 100 không? Được chưa? Và lúc này nó có thể dự diện dù đã trực tiếp sang ngay. Thế thôi mà. Thế thì cái cách là thực hiện các khoản dự phòng nó là như thế. Thì điều nào cũng nói thì dùng chung cho tất cả dự phòng cũng thế cả. Thì cái này lưu ý hộ. Còn trên bản cái chỉ tiêu liên quan hàng tồn kho và trình bày báo cáo tài chính ấy. Thì thứ nhất là tôi yêu cầu các anh chị trình bày trên bản cân đối, các anh chị trình bày thuyết minh bao gồm một số cái vấn đề quan trọng. Một là cái chính sách kế toán liên quan hàng tồn kho. Chính sách đây thực ra thì nhớ tôi là nó nhiều chính sách lắm. Nó không chỉ có kê khai thường xuyên để kiểm kê định kỳ, mà nó còn bao gồm cái cơ cấu với giá gốc là tồn kho, nhập kho, cái xác định như thế nào. Bởi vì các anh chị cứ nôm na như thế này thôi. Nếu mà nếu đúng ra cái nguyên tắc giá gốc thì có phải là giá nhập kho bằng giá mua cộng với chi phí mua cộng với các khoản thuế mà không được tống trừ hoàn lại, đúng không? Thông thường doanh nghiệp chỉ tính cái này với cái này, được chưa? Chứ còn cái loại này mà bảo tính vào giá gốc thì không thực tế. Rất nhiều doanh nghiệp cái số này các anh chị tấm thẳng vào thì là chi phí, được chưa? Có cái thằng mình tấm vào giá vốn, có thằng tấm chính bán hàng, hiểu không ạ? Chứ ít thằng mà tính vào giá gốc lắm. Nhưng mà trên thực tế thì các anh chị không bao giờ trình bày trên báo cáo tài chính cái chính sách này, hiểu không ạ? Và các anh chị coi như là là làm đúng giá gốc. Thực ra các anh nhớ cho tôi cái việc các anh chị tính vào đây hay các anh chị tính vào chi phí đều được hết. Nếu các anh chị tính vào đây là các anh chị áp dụng nguyên tắc giá gốc, còn nếu các anh chị tính thẳng vào phí có thể có áp dụng nguyên tắc thận trọng và trọng yếu. Vì tôi coi chi phí này là nhỏ không đáng kể, được chưa? Và ổn định nếu có thể tính thẳng vào phí là bắt các anh chị tính vào giá gốc, hiểu không ạ? Nguyên tắc kế toán nó có cái hay là nó rất nhiều nguyên tắc kế toán các anh chị áp dụng nó xung đột với nhau, được cái nọ mất cái kia. Cái quan trọng nhất là các anh chị ưu tiên nguyên tắc bảo chữa và lý do ưu tiên, hiểu không ạ? Chứ còn nếu mà cãi nhau mà đứng ra gấp cũng tính vào đây nhiều lúc là tỉnh rồ. Bởi vì các anh chị biết là nếu cái số này nó nhỏ ấy, mà các anh chị tính vào đây thì doanh nghiệp phải làm thêm cái vài chục nghìn phép tính, nhưng kết quả cuối cùng không đáng bao nhiêu. Có phải là tính vào đây trong đơn giản này thôi, nhưng một cái xe nó chở 5 cái vật liệu có phải là phải phân bổ không? Đúng chưa? Phân bổ xong rồi lại cộng với cái giá gốc là hóa đơn để tính giá suất. Tức là cái mỗi lần suất lại tính bình quân, nhập trước xuất trước phải cộng cả nó vào không gì nữa. Hiểu không? Có phải các anh tính thì vài trăm vài nghìn các tính không? Nhưng cuối cùng đạt cái số cũng là chính xác hơn tí, tức là không đáng kể. Hiểu không? Thì như thế này các chị phải trình bày nhưng mà bó thôi. Hoặc là toàn bộ cái chính sách dự phòng như tôi vừa nói liên quan đến cái giá bán ước tính, cái chính sách như thế nào, mô hình ước tính ở đâu, chi phí bán ước tính như thế nào, gần như là trên hoàn thiện trên cái báo cáo tài chính cũng có, hiểu không ạ? Mà lẽ ra nó sẽ phải được trình bày chính sách kế toán, rồi là phân loại từng loại cái này đang làm một chức tinh, rồi các cái khoản dự phòng cái thiết lập và hoàn nhập, tức là cái chỉ giá, thì cái này thì các chị có ở trong thuyết minh. Tuy nhiên là chính sách liên quan đến nó không dưới đâu ấy, đúng không ạ? Thì cũng cơ bản ở Việt Nam chúng ta chưa quen với việc công khai chính sách, và thứ hai là cái thằng đọc cũng chẳng quan tâm, đúng không ạ? Do đó làm cho là cái thằng đọc không quan tâm, và thế vì thế kiểm toán cũng không chẳng quan tâm.
tóm lại là cứ thằng nọ bảo thằng kia thôi, vấn đề gì đấy. Cái đấy là một số cái lưu ý với các anh chị về mặt kế toán. Thì thực ra là dừng lại hơi lâu tí bởi vì các cái bài tập kiểm toán thì nó là hay liên quan đến cái chỗ đấy. Nên nếu mà các anh chị học kế toán rồi thì đỡ rất là. Để ra tí nhé. Thứ hai là chúng ta đề cập đến cái mục tiêu kiểm toán là dùng con. Thì thực ra thì các anh chị cũng dùng là đối với dùng con nó là cái một cái chỉ tiêu còn tồn dư. Kiểm toán. Đâm ra cái mục tiêu kiểm toán ở đây nó gắn liền với tất cả cái mục tiêu kiểm toán hay cái khác là cơ sở dữ liệu của các tồn dư rồi. Nó bao gồm đầy đủ luôn. Tuy nhiên thì chỉ có lưu ý các anh chị là đối với trong các mục tiêu kiểm toán này thì riêng đối với tài sản thì thường hai mục tiêu được đánh giá là quan trọng nhất, đấy là cái sự hiện hữu quyền và khâu đánh giá. Nên nói chung là tài sản thì bao giờ chúng tôi cũng đề cập đến cái sự hiện hữu của nó cũng như là cái khâu đánh giá của nó là quan trọng nhất. Thì sau này thì mình có thể người ta hỏi các anh chị ngay là trong các mục tiêu này mục tiêu là quan trọng nhất. Ừ. Còn cái tính đầy đủ được trình bày công bố thì nó không cũng là sẽ là cái mục tiêu nhưng mà không phải là mục tiêu quan trọng. Cái phần thứ ba là cái các kiểm soát nội bộ liên quan đến hàng tồn kho. Thì nhớ tôi là quy trình kiểm soát liên quan hàng tồn kho của doanh nghiệp là rất nhiều khâu, nhiều cái mắt xích và nhiều các cái mắt xích kiểm soát và liên tục kiểm soát được xác lập. Tuy nhiên thì về giác độ tổng thể thì chúng tôi chia cái kiểm soát nội bộ với hàng tồn kho thành ba khâu kiểm soát được gọi là quan trọng nhất. Đúng không? Khâu thứ nhất là kiểm soát được ghi chép hàng tồn kho. Tóm lại là chỗ này thì nó có mấy cái vấn đề. Một là cái sự phân chia trách nhiệm, chức năng ghi chép và chức năng bảo quản hàng tồn kho. Cái nguyên tắc về hai chức năng này không được kiêm nhiệm với nhau rồi. Đúng không? Còn để ghi chép hàng tồn kho thì các anh chị cũng hình dung của tôi là đối với doanh nghiệp thì tùy có rất nhiều bộ phận có thể thực hiện chức năng ghi chép này. Giờ lấy ví dụ như là cái bộ phận mà chắc chắn phải ghi chép đấy là kế toán rồi, đấy không bàn. Ngoài ra thì các bộ phận liên quan các anh chị cũng có thể thực hiện chức năng ghi chép này, thực hiện đối chiếu. Ví dụ như là đối với nguyên vật liệu thì có thể là có bộ phận vật tư, đối với bộ phận thành phẩm hàng hóa thì có thể có bộ phận bán hàng, tức là nó cũng sẽ tham gia ghi chép và đối chiếu. Và đương nhiên là trách nhiệm đến đâu thì tùy thuộc vào cái quy định của từng doanh nghiệp. Đúng không? Rồi cái trách nhiệm ghi chép này còn có trách nhiệm việc xét duyệt, tức là phê duyệt cái nghiệp vụ nhập xuất. Ai là người nhập xuất ở đây thì ở đây nó có ba cái chức năng mà đây hình dung của tôi, đó là tồn kho, nó đòi bất kinh nghiệm. Thứ nhất là người phê duyệt, thứ hai là người ghi chép và thứ ba là người bảo quản và định vật. Thì ba cái chức năng này không được kiêm nhiệm với nhau. Còn cái lưu ý nữa, thì thực ra đây cũng chỉ là những lưu ý cơ bản nhắc lại các anh chị thế. Còn cụ thể đối với từng doanh nghiệp nào do quy chế từng doanh nghiệp rồi. Cái chức năng thứ hai là chức năng bảo vệ hàng tồn kho hay là các chức năng quản lý hàng tồn kho về mặt hiện vật. Thì cái này nó tùy doanh nghiệp thôi. Thì các anh chị hình dung của tôi là thông thường thì tham gia quản lý hiện vật hàng tồn kho ở doanh nghiệp thì sẽ có hai cái bộ phận cơ bản. Bộ phận thứ nhất là bản thân là bộ phận kho, hai là bộ phận sản xuất nó liên quan sản phẩm, đúng không? Và bộ phận thứ hai là bộ phận bảo vệ, đó là bảo vệ vòng ngoài, đúng không? Thì cái quy trình nó thực hiện như thế nào đó từng doanh nghiệp, nhưng cái đảm bảo của mắt xích này có mấy cái đảm bảo mà chúng tôi lợi ý ở đây. Một là các quy định như thế nào quy định nhưng phải ngăn chặn được sự tiếp cận trái phép với con người họ, tức là người không có thẩm quyền thì không được tiếp cận. Cái thứ hai là các định tổ chức sắp xếp kho hàng làm sao đảm bảo an toàn, ngăn nắp, dễ kiểm tra, dễ đối chiếu và đảm bảo quá trình luân chuyển và dừng kho, đúng không ạ? Vì trên thực tế thì về nguyên tắc hàng tồn kho về mặt hiện vật sẽ phải đảm bảo nguyên tắc là nhập trước và xuất trước, tức là thằng nào vào trước phải xuất ra trước chứ không được tồn quá lâu. Còn lại về cái phương pháp là các chị giả định để tính giá không phải, đúng không? Và thứ ba là công tác kiểm kê và thực hiện đúng đắn và định kỳ. Thì thông thường các chị biết riêng liên quan đến kiểm kê thì theo quy định hiện nay thì chắc chắn là một năm tối thiểu các chị kiểm kê một lần.
trước kia các anh chị lập báo cáo tài chính theo yêu cầu của luật kế toán. Còn lại các chương trình kiểm kê định kỳ doanh nghiệp có hay không, việc đấy là việc của doanh nghiệp, nó do quyết định kiểm soát của doanh nghiệp thôi. Và cái khâu thứ ba là cái khâu đánh giá liên quan đến tồn kho. Thì khâu này thường do bộ phận kế toán các chị làm rồi. Nó bao gồm việc lựa chọn áp dụng chính sách kế toán, rồi việc duy trì cái quá trình tính toán cũng như cái quá trình kiểm soát liên quan đến cái quá trình tính toán này. Đúng không ạ? Đây nó bao gồm một số vấn đề liên quan đến việc theo dõi đánh giá tồn kho chậm lưu chuyển, mất phẩm chất, lỗi thời. Tóm lại là liên quan đến việc xác định khả năng giảm giá tồn kho để thiết lập khoản dự phòng cần thiết phù hợp. Thì đấy là một số cái khâu kiểm soát mà chúng tôi đánh giá là quan trọng nhất. Còn đương nhiên là doanh nghiệp anh chị có thể tổ chức như thế nào và cái việc ngoài cái khâu này ra còn cái khâu nào tiếp nữa không, nó tùy doanh nghiệp và tùy cái quy trình. Chỉ có điều rằng là các chị thiết kế có phù hợp hay không và quá trình vận hành thì như thế nào. Ở Việt Nam thì thực ra quy trình nhiều lúc cũng rất là chặt chẽ, nhưng các chị biết là rất là chặt nhưng mà cuối cùng lại là không chặt. Đơn cử như là các chị xuống một số cái mỏ than, các chị thấy ngay là nó kiểm soát từ than khai thác ở mỏ ra đến được bãi tập kết của nó phải qua 7 cái cổng bảo vệ, tới 7 mắt xích kiểm soát, 7 chốt kiểm soát. Đúng không? Tuy nhiên thì than khai thác ra mất thì vẫn cứ mất. Chúng tôi có điều kiện tiếp cận với số liệu và tôi thử tổng hợp thử thì các chị hình dung của tôi là nôm na cái hình dung là tổng cái sản lượng than mà đào từ mỏ lên, nếu mà đánh giá thực tế tại các mỏ, đúng không ạ, so với số lượng than được tiêu thụ được ghi chép của tập đoàn than khoáng sản thì cái số lượng tiêu thụ này nó chỉ khoảng 60%, đúng không ạ, tức là còn 40% là cháy hết, là đi đâu không biết. Và thực chất nó là than khai thác chính quy như thành than lậu đấy. Vì thế là dân Quảng Ninh nó giàu thế là đúng rồi. Người riêng mỏ là cái gì biết, nó nhiều chuyện nhưng mà chưa được đúng ngay. Thì đấy là cái các cái khâu mắt xích kiểm soát quan trọng. Thứ ba là các cái thủ tục kiểm soát, đó là thủ tục khảo sát kiểm soát. Hay nói khác là đây là các cái thủ tục mà các anh chị có thể sử dụng để kiểm tra các cái kiểm soát nội bộ liên quan đến kho. Thì chúng ta làm cho nó vui thôi, nhưng các anh chị hình dung của tôi đây này, để kiểm tra kiểm soát nội bộ ấy thì nó có mấy cái loại thử nghiệm mà các anh chị có thể dùng được. Cứ nói bừa ra trên này chỉ là nói ra cho vui thôi, chứ còn không hẳn sẽ làm như thế này. Ở đây các chị thấy ngay là hầu hết đều chậm nộp, hiểu không ạ? Ai nói khác thì thực hiện quá trình là thực hiện lại, tức là xem xét sổ sách rồi là đối chiếu. Đâm ra là các thử nghiệm kiểm soát các chị có thể dùng, một là thử nghiệm phỏng vấn, tức là trao đổi. Các chị trao đổi các nhà quản lý trực tiếp các chị cũng phải biết ngay quy trình. Cái thứ hai là các anh chị có thể thực hiện thủ tục quan sát, tức là nhìn chứng kiến, tức thực hiện quan sát, hiểu không ạ? Thứ ba là các anh chị có thể thực hiện thủ tục thực hiện lại, tức là làm lại quy trình của nó để kiểm tra, hiểu không ạ? Và thứ tư là các anh chị có thể thực hiện kiểm tra, các anh chị chọn mẫu ra và các anh chị kiểm tra các cái dấu hiệu kiểm soát, kiểm tra các tài liệu ghi chép kiểm soát, kiểm tra quá trình kiểm soát, hiểu không ạ? Thì các anh chị khi kiểm soát này thường là chọn mẫu. Đâm ra là khi người ta yêu cầu các anh chị có những cái này xong phải làm, các anh chị thấy ngay là yêu cầu các anh chị là trình bày một cái thử nghiệm có thể sử dụng để kiểm tra kiểm soát nội bộ. Cái khâu này nó mô tả khâu ra, hiểu không ạ? Thì cái cách như tôi nói rồi, các anh chị chỉ mò vào đầu một câu thôi, sau đó các anh chị chép lại cái đề bài, các anh chị có điểm. Nếu kiểm tra cái quy trình thủ tục nhập khẩu co thì các anh chị dùng chỉ thêm một cái từ thôi là chọn mẫu kiểm tra là xong, hiểu không ạ? Hay là các anh chị thêm cái từ quan sát quá trình cho tải đầu bài, hiểu không ạ? Hoặc các anh trao đổi với cái người kiểm soát trực tiếp về cái vấn đề chen tại đầu bài. Thế là ra là điểm đó, là tức là có mấy cái thử nghiệm đấy cứ thế mà làm. Đó ra cái này nó không máy móc, rồi các anh nhìn thấy ngay này, chọn mẫu nghiệp vụ xong rồi đối chiếu, nếu khác thuê hay nó khác thì tôi thử nghiệm lại. Và trong quá trình thử lại tôi kiểm tra, đúng không ạ? Đối với kiểm tra này xem xét tình hình bảo vệ tài sản này, đây chính là quan sát.
Cái gì xuống kho ấy, quan sát quá trình gì ạ? Trang bị kho, quá trình theo dõi gì ạ? Bố trí trong kho, đúng không? Rồi kiểm tra các tài liệu và công việc kiểm kê, các nơi chính là kỹ thuật kiểm kê. Do vậy là rất nhiều thứ ở đây. Còn đối với việc đánh giá công do kiểm tra thực hiện, các thực hiện và các thực hiện cơ bản, đã đánh các là nó sẽ thực hiện lại. Nhưng nó thực hiện kiểm tra thông qua thực hiện cơ bản. Thì hôm trước tôi có nói với anh chị là đôi khi một cái thử nghiệm kiểu kế toán là kiểm toán người ta vừa cho mục đích thử nghiệm kiểm soát, nó vừa cho mục đích thử nghiệm cơ bản, đúng không? Ví dụ như là các anh chị kiểm tra cái quá trình xác định tính toán liên quan đến đánh giá xác định giá trị hàng tồn kho, các anh chị chọn mẫu các anh chị kiểm tra thì thứ nhất các anh chị hướng tới là chính xác của quá trình tính toán, thì cái đó là thử nghiệm cơ bản. Nhưng các anh chị cũng kiểm tra luôn cái quá trình để thực hiện tính toán thì nó lại liên quan thử nghiệm kiểm soát rồi, hiểu không ạ? Thực ra là nó có thể là nhiều mục đích. Thì chỗ này chúng ta thế thôi, cứ kép kép thế ok, có điểm này không vấn đề gì, không phải bàn thì cái này cực kỳ dễ. Tiếp theo là bắt đầu vào cái thử nghiệm cơ bản. Thì cái thử nghiệm cơ bản đầu tiên là thử nghiệm gì đấy? Phân tích và đánh giá tổng quát. Thực ra cái này nó tham chiếu ở trên cái trang này, thực ra các anh chị thì tôi để link nhưng mà chuyển linh tinh nó lên nó ở cái trang này. Các yêu cầu kiểm toán đã trình bày rồi, mục tiêu kiểm toán rồi, cái kiểm soát vừa trình bày nó làm đây, đúng không ạ? Bây giờ bắt đầu vào các thử nghiệm cơ bản, thử nghiệm đầu tiên như thử phân tích. Thì đối với thử nghiệm các thử nghiệm phân tích cả tồn kho thì đây chúng tôi trình bày một số cái chỉ tiêu phân tích cơ bản các anh chị có thể áp dụng để phân tích cả tồn kho. Thì thông thường thì các anh chị hình dung là nếu là bài tập ấy thì người ta sẽ có hai cách. Một là cách thứ nhất là người ta yêu cầu về những tính ngay các chỉ tiêu, đó là nó cho trước chỉ tiêu là gì ngay, ví dụ như là tính số vòng quay tồn kho hoặc số ngày luân chuyển bình quân, nó bắt cái chỉ tính ra và từ cái tính này các anh chị phân tích. Nhưng cũng có bài thì tôi yêu cầu cái phân tích tổng quát, tức là các anh chị sử dụng cái gì để cái chỉ tiêu phân tích phù hợp để các anh chị tính, hiểu ý không? Thì nó tùy cái cách mà các anh chị thiết lập thôi, nhưng mà trường nó hỏi trường hợp mà phân tích là các anh chị phải dùng chỉ tiêu thì các anh chị rất phải nhận, tức là dùng chỉ tiêu nào để phân tích thì nói lên điểm ra là vấn đề. Nhưng thông thường các tồn kho thì cái chỉ tiêu đầu tiên chúng tôi sẽ dùng là cái số vòng quay của tồn kho. Thì số vòng quay của tồn kho thì cái bên môn phân tích trình bày với các anh chị nào tôi cũng biết, nhưng mà nếu mà tính đúng số vòng quay hàng tồn kho thì ta sẽ phải tính bằng tổng giá trị luân chuyển hàng tồn kho qua kho, tức là tổng giá trị luân chuyển mà chia số dư bình quân hàng tồn kho. Ví dụ tổng giá trị luân chuyển hàng qua kho một năm của anh chị là 600 triệu, trong đó cái số dư bình quân lúc nào hàng tồn kho cũng dư bình quân khoảng 60 triệu, tức là nó cần 10 vòng, cứ vào ra 10 lần ra số 600. Nhưng mà để đơn giản thì không ai tính được cái số tiền, cái số luân chuyển thực tế, nên người ta giải định luôn cái số luân chuyển này bằng giá vốn hàng tháng, tức là lấy tổng giá vốn hàng tháng, đúng không ạ? Nó lấy cái số suất thôi. Đương nhiên là suất lúc này cũng chỉ là suất cho mục đích bán chứ không phải suất sản xuất, và nó chia cho cái gì đấy? Chia cho số dư bình quân hàng tồn kho. Trong đó số dư bình quân hàng tồn kho này về đơn giản nhất là nó tính bằng số dư đầu năm cộng số dư cuối năm mà chia đôi, đúng không ạ? Ngay còn trong kiểm toán thì sẽ có bài tập như các anh chị hình dung như đây là năm ngoái, năm nay tính của năm ngoái là năm kia không biết. Nhưng mà đối với một cái đầu bài thì thậm chí là không có số đầu năm, số cuối năm, mà lúc này buộc các anh chị giả định cái số cuối năm của số bình quân thì phải tính, tức là làm sao cho năm trước năm sau các anh chị tính tổng chất từ đó các anh chị phân tích thôi. Thì thông thường các anh chị tính sau các anh chị so kỳ này với kỳ trước, hiểu không ạ? Thì cái tỷ suất cái số vòng quay này các anh chị có thể tính cho tổng hàng tồn kho, các anh chị có thể tính cho từng loại một, nó tùy cái bài các anh chị có để các anh chị tính. Cái chỉ tiêu thứ hai là chúng tôi có thể dùng là cái tỷ lệ tính tỷ lệ lãi gộp, hay nó gọi là tỷ suất lợi nhuận gộp, cái lúc nãy tôi nói nó sẽ bằng lợi nhuận gộp mà chia doanh thu. Thứ ba là các anh chị
có thể so sánh tuyệt đối, tức là so sánh số dư của hàng tồn kho kỳ này và các kỳ trước để giá trị xem biến động. Ngoài ra thì một số cái chỉ tiêu liên quan đến việc sản xuất thì các anh chị lưu ý hộ. Thông thường mà khi so sánh cái tuyệt đối thì các anh chị thông của tôi nó biến động bao nhiêu được gọi là gì đấy, là bất bình thường, tức là cần giải thích lý do biến động. Thì thông thường theo một cái giả định chung ấy, thì là một cái chỉ tiêu mà khi có thể so sánh ngang ấy, tức là không phải so sánh tỷ suất đâu, ví dụ vòng quay mà nó biến động thì không phải, nhưng mà các anh chị so sánh cái số dư ấy, của đầu kỳ so với cuối kỳ, kỳ này so với kỳ trước, nếu nó tăng khoảng độ từ 10% trở lên thì được coi là biến động phải lớn, tức là phải lưu tâm đã. Các anh chị sẽ phải giải quyết được cái lý do biến động này kiểu như thế. Thì đấy là cái thủ tục từ những cơ bản đầu tiên là thủ tục phân tích, thì chúng tôi sẽ thực hiện những cái cơ bản như thế. Thực hiện cơ bản thứ hai là liên quan đến quá trình kiểm kê hàng tồn kho. Thì tại sao lại nhắc lại một chút là thực hiện kiểm kê, thì các anh chị biết là theo sự chi phối của chuẩn mực 501 thì là hàng tồn kho nó được coi là khoản mục đặc biệt. Và hôm đó khi trình bày các anh chị thì tôi có nói rằng là trong trường hợp cái hàng tồn kho được coi là trọng yếu thì thủ tục phân tích kiểm kê là thủ tục bắt buộc, đúng không ạ? Thế là ở đây thì chỉ có một số cái lưu ý nhắc lại các anh chị thôi. Thứ nhất là chuẩn mực 501 có quy định là cái trách nhiệm đơn vị kiểm soát nó thiết lập cái thủ kiểm kê, thực hiện kiểm kê hàng tồn kho ít nhất 1 năm một lần, đúng không? Tiếp theo là trách nhiệm các anh chị phải có đủ, tức là sử dụng kỹ thuật thu bằng chứng về sự hiện hữu và tình trạng hay khác về chất lượng hàng tồn kho bằng cách tham gia kiểm kê, trừ khi việc tham gia là không thể thực hiện được. Hay nói khác, trừ cái trường hợp mà các anh chị phạm vi những giới hạn, như là giới chúng tôi nói ngay, trường hợp không tham gia kiểm kê hàng tồn kho, kiểm toán để xác định xem mình có thể thực hiện thủ tục kiểm tra thay thế nhằm thu thập bằng chứng về cái đó hay không, tức là về cái sự hiện hữu và tình trạng hàng tồn kho hay không. Nếu trước tôi cũng đã nói với các anh chị rồi, để kiểm tra cái này thì chúng tôi có thể thực hiện cái thủ tục thay thế. Thứ nhất là chúng tôi có thể sử dụng cái kết quả kiểm kê của đơn vị nếu nó thực hiện, đúng không? Và đương nhiên là để sử dụng thì chúng ta phải chịu trách nhiệm được sử dụng này, nên chúng ta phải kiểm tra toàn bộ quá trình các quy trình kiểm kê, hiểu không? Cái quy trình kiểm soát kiểm kê của người ta, các cách xử lý của nó trong quá trình kiểm kê, và nếu đảm bảo tin cậy được chúng ta có thể sử dụng, đúng không? Cái cách thứ hai mà nếu người ta không làm nữa thì chúng ta có thể thực hiện thông qua cái việc kiểm tra các nghiệp vụ của niên độ sau để xác định ngược lại cho sự tồn tại của nó cuối niên độ trước, đúng không? Thì đấy là những cái thủ tục thay thế có thể dùng được. Còn đi sâu với kiểm kê thì nó có mấy vấn đề. Thứ nhất là cái thời điểm kiểm kê thì cũng nói lại cái điểm trước rồi, cái thời điểm thích hợp nhất là gì đấy, là ngày kết thúc cái độ kế toán. Tuy nhiên là nếu ngày này không làm được thì các anh chị có thể kiểm kê trước hoặc kiểm kê sau đều được hết, được chưa? Tuy nhiên là nếu kiểm kê lịch thời điểm thì các anh chị lưu ý của tôi ba vấn đề. Cái này nó giống hệt thôi, nếu các anh chị làm lịch thời điểm bất cứ thời điểm nào lịch thời điểm kiểm kê hoặc xác nhận. Thứ nhất là cái khoảng cách ra thời điểm này càng gần càng tốt. Thứ hai là các anh chị lưu ý hộ kiểm soát nội bộ của liên nó liên quan đến tồn kho. Thì kiểm soát nội bộ của nó càng mạnh thì cái tính hữu hiệu càng tốt, thì cái quá trình này cái đảm bảo độ tin cậy nó càng cao và ngược lại. Thứ ba thì các anh chị phải làm một lần nữa là các anh chị phải đảm bảo tất cả các nghiệp vụ nhập xuất hàng tồn kho giữa hai cái thời điểm này là không có sai sót trọng yếu. Thì đấy là về mặt thời điểm. Thứ ba ở đây chúng tôi cũng lưu ý các anh chị là trong trường hợp mà cái đơn vị được kiểm toán hay các khách hàng của anh chị có nó có chương trình kiểm kê định kỳ trong suốt một năm
Cái khác là nó có một cái quy định kiểm kê định kỳ. Một năm nó làm nhiều lần, ví dụ cuối mỗi quý nó làm một lần, cuối mỗi tháng nó làm một lần. Đúng không ạ? Thì các anh chị lưu ý của tôi là các anh chị cố gắng mà sắp xếp để chứng kiến một trong các lần kiểm kê đấy. Tức là sẽ phải xem xét và chứng kiến trực tiếp một trong các lần đó. Thì nếu trường hợp này thì có mấy vấn đề. Thì các anh chị nếu nó kiện đó thì các anh chị kiểm kê một cái chương trình các quy định liên quan kiểm kê. Thế ra là nó kiện đúng sổ sách của nó ghi chép ở từng kho. Đặc biệt là các vấn đề nó điều chỉnh khi phát sinh cái chênh lệch giữa kiểm kê và thực tế trong các lần kiểm kê thực hiện thế nào, đúng không ạ? Ở đây các anh kiểm kê tham gia kiểm kê một lần trong năm, đúng không ạ? Và lưu ý các anh chị là nếu các anh chị tham gia kiểm kê một lần trong năm này mà cái lần đó không phải đúng vào thời điểm kết thúc tiến độ thì có thể là tại thời điểm kết thúc tiến độ các anh chị sẽ phải rút mẫu ra một số các loại hàng tồn kho để các anh chị kiểm kê lại thực tế, đúng không ạ? Và so sánh với cái số liệu kiểm kê của đơn vị cũng như so sánh dựa trên sổ để các anh chị có cái kết luận chính xác về cái kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp liên quan đến tồn kho. Thế là cái một số vấn đề quy định chung. Còn đi vào chi tiết quá trình kiểm kê thì nó có ba cái giai đoạn mà các anh chị sẽ phải kiểm tra. Tuy nhiên các anh nhớ tôi là gì? Là nói là kiểm kê không có nghĩa là kiểm toán viên các anh chị là người kiểm kê, mà các anh chị chứng kiến quá trình kiểm kê của đơn vị thôi. Còn trong trường hợp cần thiết các anh chị có thể thực tế kiểm kê. Trường hợp này chúng tôi chỉ làm chiến mẫu đối với một số là tồn kho chúng tôi cần thiết, chứ còn lại là quá trình các anh chị giám sát hay xem xét chứng kiến quá trình kiểm tra kê người ta. Chứ việc này không phải là việc kiểm toán viên phải xác định rõ, bởi vì là trong một số trường hợp mà doanh nghiệp nó cùn lên thế là rất là lắm chuyện. Nếu nó xác định cái kiểm kê này là việc của mình thì không phải, kiểm kê là trách nhiệm của doanh nghiệp. Còn tôi có thì tôi chỉ là chứng kiến xem xét quá trình kiểm kê, hiểu không ạ? Nhưng lần trước có lần mà bọn tôi đi với kiểm toán nhà nước ấy, mà công ty bọn tôi về đo đạc một số vấn đề liên quan đến cao độ là tính khối lượng ấy. Là chúng tôi phải dùng đến cái máy đo máy thủy hình ấy, cái máy 555 này. Trên thực tế thì chúng tôi đi với tư cách là giám sát và xem xét quá trình, chúng tôi không phải là đo. Mà khi chúng tôi xuống thì đơn vị nó cũng tôi lại đưa máy cho bọn tôi và bảo tôi đo đi và đo biết cái gì mà đo. Cuối cùng nó phải dán bạn coi, và việc này là việc của các ông. Còn lại chúng tôi chỉ xem xét và chúng tôi công nhận cái kết quả đo thôi, hiểu không ạ? Nhưng tuy nhiên thì trước khi đi các anh chị cũng phải tìm hiểu một số thứ. Cái máy đấy nó đo thế nào, hiểu không ạ? Thì thực ra cái máy đó nó đo theo nguyên tắc đồng dạng phối cảnh thôi. Đồng dạng tức là nó đo dựa trên chỉ số của tiêu. Sau đó từ cái kết quả đo tiêu nó mới tính đồng dạng lên cho cái đối tượng cái gì cần đo. Đơn ra cái máy đấy thì cái quan trọng nhất ấy, những nguyên lý của nó đơn giản thế thôi, nhưng quan trọng nhất khi đo là cái máy đấy nó phải để thăng bằng, bởi vì chỉ cần lệch thôi thì kết quả đo các anh chị nhân lên một cm để tiêu các anh chị như thế nó sẽ bằng cái vài mét trên thực địa, đúng không ạ? Cái thứ hai đó là cái tiêu nó đạt đấy, nó phải thẳng đứng đúng cột tiêu, bởi vì nếu nó đạt nghiêng thì các anh chị cũng lại đo được quyền thôi, hiểu ý không? Nó phải biết vài thứ để khi nó lắp máy nó đo thì mình phải quát vừa đi. Lắp máy chuẩn bị đo thì từ từ xem nó cân bằng chưa. Cũng như hiểu biết rồi thì sẽ đại thì vừa học. Thứ hai là giết tiêu. Tức là hồi xưa tiêu là phải người giữ. Nhưng bây giờ thì nó có thiết bị để nó chốt cái tiêu rồi. Và nó có thiết bị để cái gì ngắm cái tiêu thẳng đứng. Nên hồi bọn tôi đo là phải có người giữ. Thì riêng cái tiêu này là người của tôi giữ. Đó là chúng tôi tự giữ, nhưng mà tiêu nó phải để thẳng đứng, tức là nó giỏi yên tâm đấy, đó lại. Còn khi đo thì mình biết cách ngắm rồi, ngắm cái lọ ra kia mình biết rồi, đó nên là nói chung là phải biết gì có vẻ. Nên kiểm toán thế thì kiểm toán cũng hay không? Nhiều khi các chị kiểm toán về kinh nghiệm kinh kết ấy. Ví dụ như là đi kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư là chịu khó một chút, là sau này xây nhà ít thằng bất đạt lắm. Ngồi tính được mà.
Tôi làm cái mức độ hồi xưa, cái hình dung bây giờ bắt tôi để tính khối lượng vật liệu để đổ cái trần này theo cái thiết kế, tôi đặt bản vẽ tính ra ngay khối lượng. Nó có cái kỹ thuật, nó có tiêu chuẩn đấy, và thậm chí nó có phần mềm để đưa vào tính được ngay. Nhưng mà cái đợt sang bên Nhật thì ngay cái hình dung là cái bọn kiểm toán nhà nước Nhật nó được trang bị những cái máy móc thiết bị đo phải nói là kinh khủng, tức là nó có gần chuyên gia nó đo, riêng xây lắp nhiều thiết bị kinh. Ngay cả đo cái nó kiểm tra cái chát thẳng cái tường này, chát có thẳng hay không, mình kiểm tra một cách nào biết không? Xoa. Đúng rồi, đợi trời tối ấy, làm cái bóng kích vẫn nào. Nhìn thôi, nó lòi đó biết ngay. Nhưng bọn nó đo bằng siêu âm, nó bắn siêu âm vào, nó kiểm tra, nó tính được ngay, thế nào lòi đó bao nhiêu mét, nó tính được ngay. Nên ngay kiểm tra chất lượng như những cái cọc nhồi, ngay nhìn dung của tôi đổ bê tông thì nó đo một phát đập chết hết. Đúng không ạ? Thế nguyên tắc xây lắp thì nhìn ngay là khi nó đổ bê tông cọc nhồi dưới là bao giờ trên cọc nhồi nó có những cái đoạn ống, tức là ống dốc ấy, nó bắt đặt ở trên dưới. Thực ra đoạn đấy để gì sau này nó thả cái đầu laser rồi nó sẽ bắn được cái chất lượng bê tông như là cốt thép ngay, đúng không ạ? Nhưng mà cọc của Việt Nam nó sâu đất khoảng 30 mét ấy, thì là nút xuống được khoảng 3 mét, đất nút được nữa. Lý do nhà thầu đưa ra là trong quá trình thi công nó bị rơi bê tông bên tiếp và nó tắc. Thực ra nếu mà rơi bê tông tắc thì nó khoan được ngay. Nhưng mà trên thực tế là nó bẻ gỗ ống rồi. Đến đấy nó bẻ lệch đi. Đây thì có khoan xuống thì nó lại vào bê tông. Nhưng mà cũng chỉ đo được đến mét thứ 3, nó sâu xuống dưới. Thế nên cái cọc nhồi Việt Nam thì ra những hình dung của tôi là 100 cái cọc nhồi thì 101 cái là bố láo. Để sát xếp thì mang chắc chắn là bố láo. Mỗi tội là nếu bắt ngay tại thời điểm nó đang thi công thì nó chết. Thế còn nó đổ rồi thì chịu. Đúng không ạ? Thế còn đúng thôi, chứ còn xây dựng cơ bản ra Việt Nam các chị biết là dự đoán là 100 tỷ, nhưng về đến tay nhà thầu may ra là 60 tỷ thì lấy đâu ra chất lượng công trình tốt, hiểu không? Nên là tôi không chơi bọn Nhật kinh, bọn Nhật nó đo kinh khủng. Nên hồi xưa nó xây cái cầu máy cháy và đi theo nó 70 người. Hồi xưa nó làm cái cầu máy cháy và cái những cái hình dung là nó làm hai cái trụ hai bên ấy, nó làm như là công nghệ Việt Nam là đầu tiên, nghĩa là cứ thấy nó đổ lên trên trên được mấy mét, 1-2 mét, đến sáng sau thấy nó tắt, xong rồi nó lại đổ tiếp. Đó lại là cái cọc ở cầu bãi cháy, cái hình dung của tôi là toàn bộ cái cột đó từ trên xuống dưới là một khối bê tông và nó đổ nổi trên mặt đất chứ nó không phải khoan cột nhồi, hiểu không ạ? Nó đổ trong nguyên tắc là nó đổ lên trên mặt đất, sau đó là được khoảng 2-3 mét, nó khoét đất bên dưới tự nó lún xuống, nó lại đổ tiếp, cứ thế nó khoét không và nó cắm sâu dưới đất khoảng 50 mét, tức là đến cái nền đất cứng, hiểu không? Khi thi công cầu máy cháy đẹp thật, nhưng mà hồi đó là đang thi công cái đầu này nó rất rủi ro, các anh nhìn là cái khổ động nó rất là lớn, nó treo rất là cao nhưng mà dây văng của nó lại ở giữa. Đâm ra cái rủi ro lớn nhất của cầu đấy là trong quá trình sử dụng nếu gió to thì cầu có thể xảy ra hiện tượng xoắn như là xoắn cái vỏ đỗ mà nó khô ấy, hiểu không? Đâm ra khả năng rủi ro của cầu đấy rất cao, nên là từ lúc mà thi công xong đến giờ là bao nhiêu tin đồn là thì nó bị sập là vì thế đấy. Cái đấy là có thật. Nên khi thi công cái cầu này, các chị biết là đang thi công hai cái hố hai bên thì nó có một trận bão quét qua Quảng Ninh, hồi đó là 3-4 cái cầu ở cảng Cái Lân bên cạnh cầu container ấy, mà gió nó giật cho đổ cành càng ra, hiểu không? Thì lúc đó là trước đó ta thiết kế cái cầu này chịu được cái sức gió của cơ cái bão cấp 15, nhưng sau cái đó chúng ta phải điều chỉnh thiết kế để chịu được cái sức gió hiện nay, chịu được sức gió cấp 18, hiểu không? Và để thử tải cái cầu này khi xây dựng xong đấy, hai người Quảng Ninh mới chị biết, tức là để riêng thử tải cái cầu này sau khi xong là chúng ta phải huy động tất cả xe tải mà có tải trọng đủ và đứng kín mặt cầu đấy trong thời gian 6 tiếng để ta thử tải.
sau đó thì chúng ta mới dùng nó. Nhưng nói chung là nếu mà bà lão to thì nên đi làm gì. Thì đúng rồi, là không cấm, là nó tôi muốn đi nó không cấm, bởi vì là cái cầu cái nên cái cầu nó thiết kế rất đẹp. Nhưng mà đặt lại câu hỏi, thằng Nhật nó thiết kế thi công, nhưng mà Nhật nó có vài nghìn cây cầu, nhưng không có cây cầu nào giống cầu Bãi Cháy, bởi vì nó mang ra Việt Nam nó thử nghiệm. Người Việt Nam giỏi lắm, thì yên tâm, người Việt Nam quá giỏi. Hồi xưa là mình làm cái cầu Xuân Đệ là mình ăn trộm công nghệ lúc ẩm. Thế hồi đấy lúc ẩm Việt Nam mới bắt đầu tồn tệ thôi, chứ còn ăn trộm đấy, xong bắt đầu thi công. Đến khi là hai nhà đầu hai bên này lao cái dần lúc ẩm lên, cái gì dùng đấy lúc ẩm, tức là cứ đến đâu lúc tí xong cái liền với nhau thành khối. Thì chúng ta lao sang thì hai bên lao nó lật nhau với hai xong thì nhé. Thế là bọn Nhật nó phải mang về, nó tức là nó nghiên cứu cái cách để nó sửa, thế là làm sao cho nó hợp với nhau. Nó mất 2 tháng sau nó mới đó kết quả cái phương án xử lý mang sang. Thì mang sang của Việt Nam nó vặn xong. Nhưng mà bây giờ tôi đố các anh chị đi, các anh chị biết chỗ nào bị vặn đấy không? Biết được, bạn rất đẹp, nhìn rất đẹp, mỗi tội chất lượng đến đâu thì ngoài kia chắc phải chờ động đất. Đùa thế cho nó vui thôi, biết thử cái chỗ này. Tức là khi mà chứng kiến kiểm kê của đơn vị thì các nhìn giúp tôi là các anh chị phải chứng kiến và xót xét kiểm tra của nó trong cả 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn trước kiểm kê, giai đoạn thứ hai giai đoạn trong khi kiểm kê, và giai đoạn sau là giai đoạn kết thúc. Thì đối với giai đoạn trước kiểm kê thì một số thủ tục tôi yêu cầu các chị làm là các chị xem xét, thứ nhất là các cái quy trình, các quy định liên quan quá trình kiểm kê của nó. Và trong này thì nguyên tắc của công việc quản lý thì các chị biết rồi, là một thằng làm thì bao giờ phải có một thằng giám sát, và giám sát này phải là thằng độc lập với thằng làm. Tóm lại là mấy thằng tham gia kiểm kê phải có thằng giám sát và thằng phải độc lập chắc tối không. Thứ hai là cái quy trình thì sắp xếp và đánh dấu nhà tồn kho trước khi kiểm kê. Rồi việc nhập xuất hàng tồn kho thì nhớ rồi là khi kiểm kê ấy, thì các chị không được quyền yêu cầu doanh nghiệp dừng hoạt động, tức là nó vẫn giữ vững hoạt động, vẫn nhập xuất, nhưng mà chúng ta vẫn chốt được cái lượng hàng tồn kho tại thời điểm ta mong muốn. Và vì thế cái khâu mà đánh dấu thì nếu mà các anh chị mà học kỹ chuyên sâu kiểm kê, các anh chị thấy ngay là người ta dạy cho các anh chị khoảng 8 phương pháp kiểm kê, và 8 phương pháp này áp dụng cho mọi tình huống kiểm kê. Tóm lại là trong trường hợp mà hàng tồn kho bình thường, nó có những phương pháp cho các anh chị kiểm kê hàng tồn kho khối lớn, tức là để thành một khối rất lớn các anh chị không thể vào trong được, nhưng các anh làm sao các anh chị vẫn đếm được cái lượng hàng tồn kho và các anh chị chống được cái hiện tượng nó bị rỗng ở giữa, hiểu ý không? Rồi có trong cái trường hợp mà hàng tồn kho các chị không chứng kiến trực tiếp được, hoặc cái kiểm kê không chứng kiến trực tiếp được, các chị vẫn có thể tính được, đành phải qua các phương pháp ước tính thôi. Tôi lấy ví dụ như là các cái doanh nghiệp mà toàn quốc mà nó lạm vét đường sông ấy, mới tính xem là nó lạm vét được 3 mét khối cái đùn đường sông ấy, các chị ra mà đo, nhảy xuống thả dây xuống mà đo, sóng đánh cái là đo thì thành đường huyền đấy, hiểu không? Thì nó có phương pháp để đo ấy. Hoặc là tóm lại là những cái phương pháp kiểm kê nó có ấy, để các anh chị có thể áp dụng cho mọi cái hình ảnh. Đây là phương pháp đơn giản nhất. Tóm lại là chủ yếu là đánh dấu để kiểm tra cái quá trình luân chuyển trong quá trình cái gì kiểm kê, để xem xét cái việc mà nó đưa ra các quy chế quy định để nó phát hiện ra đối với hàng chậm luân chuyển nó phẩm chất trong quá trình kiểm kê nó tách ra như thế nào. Nhớ tôi cái đoạn này nó liên quan đến gì sau này liên quan tôi đánh giá. Đấy, tóm lại ở đây là những cái các anh chị cần phải kiểm tra các quy định trước cái lúc mà gì đấy mà nó kiểm kê, câu chuẩn bị của nó. Thì đây chúng tôi gọi là sắp xếp bản chỉ dẫn kiểm kê hay là các quy định thôi, rồi các biểu mẫu chuẩn bị thế nào, vân vân. Rồi nó bố trí nhân sự thế nào, có gì kiểm kê thế nào đấy. Thứ hai là một số cái thủ tục
các anh chị thực hiện khi mà chứng kiến kiểm kê, tức là trong cái giai đoạn người ta kiểm kê thì mình làm cái gì, mình đi chứng kiến, tức là nhìn nó kiểm kê, thì có một số cái vấn đề các anh chị phải xem. Thứ nhất là kiểm tra cái việc thực hiện đúng cái chỉ dẫn, tức là cái quy định kiểm kê của các nhân viên đơn vị thực hiện kiểm kê. Rồi là một số cái khâu thực tế, xem xét việc nhập xuất hàng và chuyển đổi bộ trong quá trình kiểm kê có được kiểm soát chặt chẽ hay không, vân vân. Và trong quá trình cần thiết thì đây các anh chị chọn mẫu một số cái mặt hàng các anh chị kiểm kê lại, và sau đó các anh chị đối chiếu kết quả kiểm kê của đơn vị và đối chiếu sự nhân sổ, hiểu không? Đấy là một số vấn đề các anh chị làm. Như năm ngoái có một cái đề nó ra một tình huống này, có khi các anh chị chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho của doanh nghiệp thì các anh chị phát hiện ra một cái xe tải ở khu vực kho và cái số hàng hóa ở trong cái xe tải này không có trong cái gì đấy, cái thống kê về hàng tồn kho của doanh nghiệp, tức là nó không làm cái sổ kế toán của doanh nghiệp nữa, và người ta yêu cầu các anh chị thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung cần thiết đối với cái số này, đúng không ạ? Thực ra thì lúc này buộc ta phải chứng phải xác định được xem là cái lượng hàng trên xe này nó có thuộc sở hữu doanh nghiệp không, đúng không ạ? Và đương nhiên nó chỉ không xuất hiện trên hàng tồn kho doanh nghiệp khi nó không thuộc sở hữu doanh nghiệp. Mà nó không thuộc sở hữu doanh nghiệp thì nó có hai khả năng, khả năng thứ nhất là của hàng khác, đúng không ạ? Hàng khác thì lại có hai khả năng, một là hàng khác lấy động nhờ, khả năng thứ hai là của hàng khác, tức là thực ra là của mình nhưng nó mang đến mình nhưng mình chưa nhận, hiểu không ạ? Khả năng thứ hai nghĩa là cái lượng hàng là của mình nhưng bây giờ nó của thằng khác, cái nói khác nó phải được xác định tiêu thụ rồi, hiểu không ạ? Thì lúc đấy nó lại phải quay lại cái kiểm tra cái hợp đồng, và đặc biệt cái kiểm tra hợp đồng lúc này buộc tôi phải kiểm tra phương thức giao hàng, hiểu không ạ? Tức là giao tại đâu, thời điểm giao và cái trách nhiệm của từng bên trong hợp đồng, thì lúc đó mới xác định được chính xác là gì, cái việc bỏ ra cái lượng hàng này ra khỏi cái lượng hàng tồn kho doanh nghiệp nó chuẩn xác hay không. Nó ra là như thế. Thì đấy là cái thủ tục khi mà các anh chị chứng kiến kiểm kê. Thứ ba là các thủ tục các anh chị cần làm trong giai đoạn kết thúc. Cho nên bản thân doanh nghiệp khi kết thúc kiểm kê thì nó sẽ phải đối chiếu số liệu kiểm kê, số liệu sổ sách, nó tiến hành xử lý cái chênh lệch nếu có khi kiểm kê. Thì trên cái bảng các anh chị là một số cái thủ tục mà cần làm trong cái giai đoạn kết thúc kiểm kê. Tóm lại chủ yếu là đối chiếu thôi, xem là cái nó khớp, thứ hai là xem là chênh lệch nó xử lý thế nào, hiểu không ạ? Ngoài ra cái đoạn giữa này thì nó chỉ là kiểm kê để nó điều chỉnh các cái trường hợp mà lưu hàng lưu chuẩn nhập xuất trong cái kỳ, trong cái quá trình kiểm kê để nó chốt cái số lượng hàng kiểm kê cuối kỳ đúng hay không thôi, đúng không ạ? Thì đấy là cái các vấn đề liên quan đến cái thủ tục kiểm tra cơ bản thứ hai là thủ tục kiểm kê, đúng không? Cái quay lại cái biểu đầu tiên ấy, cái thấy ngay là cái thử nghiệm cơ bản thứ ba là chúng tôi kiểm tra cái hàng tồn kho nắm giữ ở bên thứ ba. Nhưng với các đây là hàng tồn kho của doanh nghiệp nhưng đang được nắm giữ ở đơn vị khác. Hàng này có thể có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là hàng gửi bán của anh chị. Khả năng thứ hai là hàng của anh chị nhưng được gửi tại kho ở đơn vị khác. Nếu là các anh chị thuê kho, thuê bãi. Thì đây nó tùy mà các anh chị có thể thực hiện hai cái thử nghiệm cơ bản nhất. Thử nghiệm đầu tiên chúng ta có thể nghĩ tới và dùng, đó là yêu cầu bên thứ ba xác nhận. Chúng ta yêu cầu cái bên thứ ba nó xác nhận cho cái số lượng và tình trạng cái hàng tồn kho đang nắm giữ. Ví dụ đại lý, các anh chị có thể là yêu cầu đại lý. Rồi cái bên mà các anh chị thuê kho, thuê bãi là những thể yêu cầu. Tuy nhiên là khi thực hiện thủ tục xác nhận thì nhớ của tôi như hôm trước đây cũng là một trong các thủ tục xác nhận. Và lưu ý của tôi là cái thủ tục xác nhận này, tin hay không tin nó phụ thuộc rất lớn vào cái đối tượng xác nhận và tính độc lập cũng như là kiểm soát nội bộ và tính chuyên nghiệp, rất là trình độ chuyên môn của việc xác nhận. Làm ra lưu ý các anh chị thì này. Và phải xem xét các nhân tố trước khi anh chị quyết định xác nhận hay không. Nhận tính chính trực độc lập bên thứ ba. Đúng không ạ? Thứ hai là sự cần thiết phải trực tiếp ra kiểm kê hoặc kiểm toán viên
hoặc để công ty kiểm toán viên hoặc công ty kiểm toán khác tham gia kiểm kê, hay nói khác là gì đấy, là trong trường hợp mà nó không chính trực độc lập này, các chị xem đây là cái thử nghiệm cái thứ hai, nếu không xác nhận được buộc mình sẽ phải kiểm kê, hiểu không? Và đương nhiên là hàng của đơn vị các anh chị, khách hàng các anh chị hoàn toàn có quyền kiểm kê, những cái việc kiểm kê có thể các anh chị thực hiện trực tiếp hoặc các anh chị ủy quyền cho bên thứ ba, hiểu không? Thì lúc này có thể các anh chị nếu sử dụng được cái tư liệu và kết hợp được cái kiểm toán viên của cái đơn vị thực hiện kiểm toán cái công ty cái bên thứ ba đấy thì là đối nhất, còn nếu không thì trực tiếp chứng kiến. Rồi thứ ba nữa là gì đấy, nếu các chị tin tức là xác nhận thì các chị xem xét theo, không cần báo cáo được đối với khác để tính tích hợp hệ thống kiểm kế toán kiểm soát nội bộ bên thứ ba hay không. Trường hợp này thì rất là khó. Đây các anh chị muốn đánh giá cái tính khách quan cũng như là cái năng lực, cái trình độ bên thứ ba để đảm bảo cho cái kết quả xác nhận các chị đúng, thì đương nhiên là các chị quan tâm đến kiểm soát nội bộ của nó, đúng không? Và nhưng mà kiểm soát nội bộ bên thứ ba này thì chỉ biết được nếu các anh chị có quan hệ với kiểm toán viên, tức là kiểm toán viên của các bên thì thực hiện kiểm toán bên thứ ba đấy, đúng không? Tuy nhiên thì các chị biết là theo nguyên tắc rồi đấy, bảo mật thì cái khả năng này là rất ít, nhưng tôi cũng nêu một trường hợp để các chị liên quan. Và trong cái trường hợp này thì ngoài cái xác nhận này thì các chị cũng nhớ tôi trong cái trường hợp xác nhận tôi đã nói rồi, là cái bằng chứng liên quan có thể xác nhận chỉ là bằng chứng bổ sung, nhưng không bao giờ là bằng chứng duy nhất. Là cái khác vì cái ảnh hưởng của tính độc lập và trình độ chuyên môn của bên xác nhận, mà cái này sẽ chịu sự dưới mối rất lớn, nên là cuối cùng thì các anh chị vẫn phải xem xét để thực hiện thêm một thủ bổ sung khác. Đó là gì? Ngoài xác nhận, ví dụ các anh chị yêu cầu đại lý xác nhận cho số lượng hàng tồn, thì các anh chị có thể kiểm tra lại tất cả các tài liệu liên quan đến cái hàng đơn thứ ba trong dưới này. Ví dụ như nếu hàng gửi đại lý thì sẽ có hợp đồng đại lý, nó có các cái phiếu xuất liên quan đến cái hàng của đại lý và các cái báo cáo của đại lý về quá trình tiêu thụ để các anh chị tính lại cái số lượng hàng tồn, đúng không? Thì đấy là các cái thủ tục cần thiết khác mà các anh chị có thể làm. Cái thử nghiệm mà cơ bản thứ tư mà tồn kho có thể thực hiện là kiểm tra cái việc vá sổ. Vá sổ hay nôm na thì hiểu tôi đây là kiểm tra cái tính đúng kỷ cắt off đấy. Cái cắt off này thì nó là liên quan đến nghiệp vụ. Cái nghiệp vụ này hay nói khác kiểm tra tính đúng kỷ có nghĩa là của nhập xuất và tồn kho. Tại sao nó có cái này? Bởi vì cái nghiệp vụ này nếu ghi không đúng kỳ thì ảnh hưởng đến số dư và tồn kho cuối kỳ, có thế thôi. Thì đối với việc kiểm tra đúng kỳ này thì các chị dung của tôi tốt nhất là gì? Đây là đối với từng quá trình mua, quá trình bán, quá trình xuất nguyên vật liệu nó đưa ra. Nhưng mà kiểm tra đi đúng kỳ thì nôm na thôi lại thôi. Đây là cái thời điểm mà kết thúc liên độ. Đây là cái thời điểm gần sát, đây là thời điểm đầu cái độ sau. Nói tóm lại muốn kiểm tra tính đúng kỳ thì cứ rút toàn bộ nghiệp vụ nhập xuất hàng tồn kho và xảy ra vào cuối cái độ kế toán và đầu cái độ sau. Cứ kiểm tra từ nghiệp vụ thôi gì đấy, đúng không ạ? Xem nó ghi nhận vào sổ kế toán nó đúng thời điểm hay không, đúng không? Nhưng ở đây thì cũng lưu ý luôn cái đúng kỳ này trước từ đó một lần. Trường hợp nôm na về mặt lý thuyết như này, nếu kiểm tra đúng kỳ chưa biết đúng hay sai, tức là ghi sớm hay ghi muộn thì cứ loanh quanh đi mà làm, được chưa? Tóm lại kiểm tra nhiệm vụ trên sổ kế toán là thời điểm gần kết thúc nhiệm vụ kế toán và đầu nhiệm vụ kế toán sau, hiểu không? Đối chiếu với các chứng từ để xem xét thời điểm ok nha. Và cách kiểm tra đúng kỳ này bao giờ tôi xuất phát từ sổ kế toán, tức là tôi xem nhiệm vụ ghi chép trên sổ, tôi quay lại chứng từ tôi kiểm tra, nhưng bao giờ tôi kiểm tra ngược cái chứng từ vào, hiểu không? Rất mất thời gian. Và lại khi các chị đã chặn được rồi, tức là các chị đã xác định được cái hướng kiểm toán là ghi cao hay thấp hơn thực tế, thì các anh chị xác định cho rõ. Trường hợp nếu các anh chị xác định được hướng kiểm toán và các chị nghi ngờ nó ghi sớm nhá, cho là nghiệp vụ nó ghi sớm vào sổ thì các chị kiểm tra nghiệp vụ vào cuối độ rồi thì ra sớm ngay, còn không phải kiểm tra cái đầu độ sau. Còn nếu các chị nghi ngờ nó ghi muộn thì kiểm tra cũng lại,
Đấy ạ. Và tăng thường thì tùy thôi. Chứ là cái kỳ mà yêu thức nhất của các anh chị đang làm là từ 15 tháng 12 đến 15 tháng 1 năm sau. Nếu yêu thức nhất thì nếu các chị thận trọng hơn thì mở rộng cái kỳ này ra. Được chưa? Thì các anh chị xem xét thôi. Thì đây cũng thế thôi mà. Nói ra này thôi thì để các anh chị cái mục tiêu là chính, cái cách thức thì đương nhiên là căn cứ về chứng từ mới làm được. Cái chứng từ nhớ rồi cái gốc của nó bao giờ thừa rồi. Nên tôi không biết là các chị đi kiểm tra như thế nào, nhưng một cái nghiệp vụ nó có rất nhiều chứng từ liên quan. Chứng từ liên quan nó là cái gì và bao nhiêu cái thì các anh chị buộc phải xem hợp đồng được, đưa hợp đồng mới ra được, hiểu không? Ví dụ như là một cái hợp đồng mua nó có hóa đơn biên bán hay không, có phiếu giao nhận hay không, biên bản giao nhận hay không, có phiếu nhập hay không, nó có chứng từ thanh toán đi kèm hay không, chứng từ vận chuyển có không, nằm hợp đồng đấy, hiểu không? Nó quyết định hết từ đây chúng ta bắt được rồi. Thế còn thì đấy là cái thủ tục liên quan đến kiểm tra từ cuốn sổ. Đấy, cái này chính là kiểm tra thất học nghiệp vụ cụ thể. Đấy, thử nghiệm cơ bản tiếp theo đó là tồn kho là kiểm tra quá trình đánh giá. Thì đánh giá ở đây nhớ tôi là vì hàng tồn kho nó có hai cái loại, nên ra là một là cái việc tính toán đánh giá thông thường để nhập xuất hàng tồn kho. Thì các anh chị lưu ý của tôi, nếu kiểm tra quá trình đánh giá thông thường này thì chỉ có hai cái thử nghiệm mà cứ biết phải làm. Một là kiểm tra chính sách của nó, chính sách kế toán. Ai nó đáp các quy định của nó, cho nên nó nhập kho thì giá nhập nó bằng cái gì, giá xuất bằng cái gì, hiểu không ạ? Giá nhập nó gồm những cái gì, giá xuất nó tính theo phương pháp nào? Để kiểm tra cái này, cái nhớ tôi cái gì đảm bảo cái chính sách này hai thứ. Thứ nhất là nó phù hợp với cái thông lệ khác, phù hợp với hệ thống để khuôn khổ lập và trình bày cho phép hay không, được chưa? Và câu thứ hai anh phải làm của tôi là đảm bảo tôi chính sách kế toán này là nhất quán hay không, hiểu không? Tức là trong suốt một điều lộ kế toán nó có gì thay đổi hay không? Cái nhất quán này cũng lại xem xét thêm là chính sách này nó thay đổi từ kỳ trước không? Để đảm bảo tư so sánh. Và sau khi kiểm tra cái này nó đúng rồi, được chưa? Chính sách ngon rồi, việc còn lại nó tính đúng hay không, mà nó tính đúng hay không thì các anh chọn mẫu ra và tính lại. Cái chọn mẫu của bài nghiệp vụ ra và tính lại, thế là xong. Cái sau này nếu mà vào cái nghiệp vụ làm thế thôi, liên quan đến phần nào cứ thế mà làm, được chưa? Nếu mà các anh không nắm kỹ thì cứ kiểm tra chính sách kế toán liên quan đánh giá ở tồn kho, đảm bảo là nhất quán là phù hợp với quy định. Thứ hai là tính toán lại chấm hết, còn ông nào mà ông khá hơn đấy thì ông phân trần quyền thôi. Chính sách kế toán để đánh giá là những cái gì kệ rồi, còn không biết thì cứ thế mà lắp làm nói cho nhanh. Tuy nhiên ông diễn giải ra thì điểm sẽ tuyệt đối hơn rồi ông làm cụ. Nhưng ông làm cuộc thì điểm nó cũng cao, cũng thấp đâu. Và bài thứ hai là, lại nói lại một chút. Làm tồn kho thì nó có các cái ước tính. Tức là đối với các ước tính kế toán ấy. Ở đây là với làm tồn kho, cô đánh giá của nó thì nó có hai cái ước tính nó quan trọng ở đây. Một là cái này này. Tờ dở. Hai là dự phòng. Được chưa? Thì nói chung là cứ ước tính thì có mấy cái kiểm tra này, nó tán cái được tán không thôi. Một là kiểm tra của tôi cái mô hình ước tính của doanh nghiệp. Là các nó sử dụng mô hình nào để ước tính. Hay nói cách khác là các cái quy định liên quan đến cái việc xác định cái giá trị này. Tôi lấy ví dụ với sản phẩm dở, nó có rất nhiều cái mục quy định đây, nếu có những chi tiết được. Một là nó quy định các vấn đề liên quan đến như tôi nói trước có ba cái. Một là sản phẩm dở là cái gì. Thứ hai là nó kiểm kê sản phẩm dở như thế nào.
chính sách của nó. Thứ ba là để cái phương pháp đủ xác định đó, hiểu ạ? Đấy nó gọi là cái mô hình. Hoặc là dự phòng giảm giá tồn kho. Thì đây nó có mấy thứ mà liên quan đến cái này. Thứ nhất, cái đầu tiên phải xác định cái hàng tồn kho bị giảm giá là gì. Tức là cái quy trình của nó để nó tách cái này ra, bao gồm những thằng mà giá thị trường thấp hơn, bao gồm những thằng liên quan mục đích, bao gồm những thằng liên quan đến chậm vận chuyển, bao gồm những thằng liên quan đến phẩm cấp. Nó làm sao nó xác định được, nó tách được số liệu này ra, đúng không ạ? Thứ hai nữa là cái gì đấy, đối với từng ngành này thì nó đưa ra cái giả định về giá bán ước tính như thế nào đối với từng loại một. Thì các nhìn dung của tôi, cái loại mà giá thị trường thấp hơn giá gốc, ok, vấn đề gì, lấy giá thị trường ở đâu thì nó lấy lung nhô cũng được. Nhưng mà dù sao nó còn có cái gì đấy, cái cơ sở để xác định. Nhưng mà đối với cái loại chậm luân chuyển, đối với cái loại hàng kém phẩm cấp, hiểu ạ, thì cái mô hình của ước tính giá thế nào là cả vấn đề. Thế mình kiểm tra. Đấy thì trước tiên anh kiểm tra hộ cái mô hình này. Nên nếu mà các anh chị mà sâu, các anh chị phân tích ra được là trong cái mô hình đấy cần những cái gì, chi tiết ra điểm các anh chị có cao, còn lại không cứ giảm cầu thế, hiểu ạ? Kiểu gì cũng có điểm, mỗi đội nó cũng nhiều thôi. Và trong quá trình này kiểm tra mô hình này, các chị biết là đương nhiên các chị phải thảo luận với ban giám đốc về cách thức của nó, các chị đánh giá tính hợp lý cho các giả định của nó, hiểu không ạ? Rồi các anh chị tìm kiếm các cái bằng chứng minh chứng cho các giả định ban giám đốc nó kêu là hợp lý nhất. Nhưng mà các chị phải xét xem là bản thân cái mô hình này doanh nghiệp nó kêu là hợp lý nhất, nhưng với quan điểm các anh chị là hợp lý nhất chưa, còn mô hình nào khác có thể thay thế hơn không, hiểu không ạ? Cứ phân tích được. À. Cái thứ hai là các chị kiểm tra các cái dữ liệu mà nó sử dụng đưa vào mô hình ước tính, cái độ tin cậy của dữ liệu này. Ví dụ như là nó bảo là xác định được cái khối lượng, nó phân loại hàng tồn kho ra những cái sản phẩm giá, số liệu đấy nó lấy ở đâu ra, hiểu không? Ví dụ như là nó lấy từ số liệu từ các sổ kế toán của đơn vị hoặc quá trình kiểm kê, thì cái quá trình kiểm kê cái số liệu đưa ra nó tin cậy được không, hiểu không? À. Hoặc là nó đưa ra cái mô hình định giá của giá thị trường để nó xác định giá thị thuần này, giá thị trường nó lấy như thế nào, hiểu không? Nó xây dựng trên cơ sở lấy giá của ba người cung cấp độc lập, nó tính trung bình hay nó làm thế nào, tin được không, kiểm tra lại hộ đấy, đúng không? Và sau khi hai cái này tin được rồi thì ngồi tính lại thôi, lấy một vài thằng ra ta thì tính lại ra ngay mà. Đấy là cái các thủ tục các bạn, được rồi, đúng không? Ngoài ra thì riêng cái ước tính này nhớ tôi còn một phương pháp nữa nhé, là các anh chị tạo lập cái mô hình ước tính độc lập kiểm toán viên. Chúng ta sẽ dựng cái mô hình ước tính độc lập để các anh chị xác định cái số liệu ước tính của kiểm toán viên, các anh chị so với số liệu của doanh nghiệp. Đấy, còn từ cái này cơ bản này các anh chị chi tiết ra mặt tám thoải mái về là nhìn đây, xem xét kiểm tra các cái đơn vị nhận dạng những thông tin làm chuyện nói chuyện chính là mô hình này, hiểu không? Rồi là kiểm tra các bạn nói chuyện lưu chuyển bất thẩm cấp lỗi thời đã xác định là cái khác chính là độ tin cậy của dữ liệu. Rồi kiểm tra sổ sách theo dõi hàng tồn kho để phát hiện các hàng chậm vận chuyển, tức là đấy đây cũng lại là độ cái gì, cái độ tin cậy dữ liệu. Mình kiểm tra lại xem nó còn không, bây giờ mô hình còn hay không. Đấy, xem xét giá bán sản phẩm đấy chính là cái độ tin cậy, cứ bán thôi mà. Thì những cái này đây cũng chỉ là những cái là tiện tay ông chuẩn bị cái này ông đưa vào, chứ đây không phải là tất cả, hiểu không? Đây thực ra đây ông mới chỉ quan tâm đến loại hàng tồn kho, loại giá duy nhất là loại chậm luân chuyển bất phẩm chất, hiểu không? Còn rất nhiều loại khác, ví dụ liên quan đến các hợp đồng không thể hủy ngang ông cũng chưa đưa vào đây, hiểu không? Nó liên quan đến cái giá thị trường, nó có một cái liên quan đến giá thị trường đâu nhỉ? Đây, đây thì thực ra thử nghiệm này là cái thử nghiệm mà kiểm tra các cái sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc tháng năm mà nó liên quan đến cái việc xác định giá thị trường, tức là giá bán ước tính, hiểu không ạ? Thì nó tùy từng trường hợp một mà đáng ra đương nhiên là khi tán thì nhắc lại các anh chị là chúng tôi không cần các anh chị phải nêu đủ thủ tục,
những cái trường hợp nhiều thủ tục này tôi có thể vẽ ra cái bài chụp thủ tục nữa, hiểu không ạ? Thì trong đáp án tôi sẽ viết ngay là các anh chị nêu được tối thiểu là 4 cái thủ tục tôi sẽ có thể tối đa ngay, hiểu không ạ? Miễn là các thủ tục hợp lý thì lưu ý cho tôi, đương ra không cần thủ toàn lắm đâu nhá. Thì đó là kiểm tra ước tính, thì ước tính sau này ước tính nào cũng thế các bạn nhá. Còn nếu mà không nhớ được ấy, thì cứ chung chung nhất mà đưa ra kiểu gì cũng sai. Và cái thủ tục cuối cùng là kiểm tra xóa xóa hộ cái từ này đi một chút đi. Kiểm tra cái việc trình bày và công bố bản tồn kho trên báo cáo tài chính. Thì đây chúng tôi sẽ kiểm tra thứ nhất là chính sách kế toán, hai tôi nói công bố đủ không. Thứ hai là cái số dư hàng tồn kho đương nhiên và một số cái phân loại chi tiết hàng tồn kho thuyết minh. Còn cái này bỏ đi một chút vì hồi xưa chúng ta mới cho phép áp dụng có nhiều sau tháng trước nhưng bây giờ bỏ rồi chúng ta thôi không cần. Thì đấy là một số cái vấn đề liên quan đến kiểm toán hàng tồn kho. Thì cái khoản này tôi trình bày với quý vị nó làm nghề với các khoản sau, khoản sau thì nghe hơn thôi. Mời các vị.